chuỗi những ngày tới đây á cả nhà, là mình sẽ học cách để mà mình đi chia sẻ à, học cách để mình đi chia sẻ. Vậy thì hôm bữa là đáng ra là hôm bữa là cho mọi người thực hành cái con thuyền đấy à, tập chia sẻ cái con thuyền à. Bây giờ á, ngày hôm nay này, chuỗi những ngày tới đây mình sẽ tập là chia sẻ. Thì hôm nay mình sẽ tập chia sẻ cái thứ nhất đó là nguyên lý ánh sáng. À, nguyên lý ánh sáng. Thì á, đâu đó ở ngoài xã hội á cả nhà, ở ngoài xã hội họ phạm một cái nguyên lý rất là quan trọng, đó là nguyên lý ánh sáng. Ha. Và bây giờ mình á, cần phải nắm nguyên lý này. Tức là mình á phải nắm nguyên lý này và ứng dụng nguyên lý này trong đời sống, nó trở thành nhận thức của mình luôn đấy, ứng dụng nó trong giao tiếp này, ứng dụng nó trong đời sống. Lời nói của mình á phải là lời nói là nguyên lý ánh sáng ha, nhìn thấy điểm tốt đẹp nơi con người. Vừa rồi Khánh Trâm có một trải nghiệm rất là hay, đó là đúng là rất là biết ơn thầy cô á. À, thầy cô tạo bối cảnh đó để cho mình trưởng thành thông qua việc mà chấm thi mentor nắm á cả nhà. Khi mà ngồi mình lắng nghe người khác chia sẻ xong rồi thì dĩ nhiên họ mới học, mà làm sao họ chia sẻ ngon được. Và sau đó thì mình dùng những lời ngôn thủy, những lời ánh sáng á, mình học cách để mà mình khen người á, đưa ánh sáng vào, nhìn thấy điểm tốt, làm lớn những cái điểm tốt đẹp ở nơi họ. Thì thông qua 2 ngày thi thì Cảnh Trâm học được rất nhiều, kể cả là từ các thầy cô khác. Thì cái lời nói của mình phải là nguyên lý ánh sáng, tức là nhìn thấy cái điểm tốt đẹp nơi họ ha, để mà mình ứng dụng nguyên lý ánh sáng vào. Vậy thì hợp tác với con người á cũng áp dụng nguyên lý ánh sáng. Trong hôn nhân là hợp tác con người lâu dài đúng không? Thì mình thuận, để mà mình thuận theo nguyên lý ánh sáng thì cuộc đời mình cũng cũng thuận theo. Nếu như suy nghĩ, lời nói hay hành động hàng ngày á mà mình ứng dụng nguyên lý ánh sáng á, thì cuộc đời mình rất là thong dong. Và nếu người nào thấu suốt nguyên lý ánh sáng và nói được cho người ta hiểu, à, người ta thấu suốt được nguyên lý ánh sáng thì á, mình dần dần á mình sẽ tích được phước báu á cả nhà. Nguyên lý ánh sáng. Biết cái từ này kỳ quá. Khi mà mình nhá, mình thấu suốt và mình nói được cho người khác thì mình sẽ tích tạo được phước báu, nói cho người ta hiểu về nguyên lý ánh sáng. Vậy thì giờ phải nói như thế nào? Thì mình học cái cách của mình chia sẻ ở trong Zoom của mình, mọi người học hết về nguyên lý ánh sáng rồi Dạ rồi. đúng không? Cả nhà chuẩn bị mua bút nhá, mua bút này, mua cám này để về mình tập chia sẻ nguyên lý ánh sáng. Vậy thì á, mình cần phải thấu suốt và thông tuệ nguyên lý ánh sáng. Vậy thì trọng điểm của nguyên lý ánh sáng nằm ở chỗ nào? Trọng điểm của nguyên lý ánh sáng nằm ở chỗ nào? Đầu tiên á, là nghe đến nguyên lý ánh sáng á, mình sẽ không dùng bút màu đen để viết ha. Ha, mình sẽ dùng bút khác màu đen. Có thể là chữ đấy nguyên lý ánh sáng nên mình dùng là màu đấy là màu đỏ, được chưa ạ? Bắt Màu buộc đỏ phải dùng màu màu đỏ đúng không? màu đỏ, màu hồng, màu gì cũng được. Cái chữ lý này thầy hay viết y ngắn đấy nhé cả nhà. Đúng rồi, cũng thấy hay thấy in ngắn nhưng mà nó đúng là in dài. Để viết lại, viết lại chắc có dùng ý của thầy á, chứ không thầy này là có thể là viết màu đỏ này hoặc là viết màu hồng này,
Màu gì cũng được, đừng có viết màu đen bởi vì ánh sáng nữa. Vừa nãy giờ viết hai từ vậy rồi. Nguyên lý ánh sáng, miễn là không có viết màu đen sao cả nha. Đây là nguyên lý ánh sáng. Đấy. Bây giờ thế này, vậy thì mình nói đến nguyên lý ánh sáng thì á là mình lấy một cái căn phòng, thường thầy sẽ vẽ một căn phòng đúng không cả nhà? Đúng không? À, thường thầy sẽ vẽ một căn phòng thì á căn phòng này á là đại diện cho căn phòng tối, cho nên là thầy mới dùng bút màu đen để vẽ căn phòng này, được chưa? Đấy. Vậy thì á, tại sao lại phải viết chữ phòng tối ở đấy? Căn phòng tối ở đấy. Ồ, tại sao lại viết? Bởi vì á, cái hình chữ nhật ấy, thì cái hình chữ nhật này, người ta không biết là căn phòng tối đâu nên mình phải viết vô. À, mình thì biết nhưng mà người nghe không có biết. Nên mình phải viết chữ vô là phòng tối. Vậy thì mình nhất định là mình phải quy ước trong tâm thức cho họ. Ha, quy định ở trong tâm thức của họ. Không á, một số người sẽ có tư duy phản biện, họ tư duy phản biện mạnh lắm, xong rồi khi mà mình vẽ lên á, bắt đầu họ ngồi tưởng, họ tưởng đủ thứ cái trên trời dưới đất luôn. Cho nên mình cần phải rõ ràng và mình viết chữ vào ha, đại diện hình chữ nhật này đại diện cho căn phòng tối, thì lúc đó không có ai nói gì được mình hết á, được chưa ạ? Vậy thì một một câu mình nói ra ha mà người ta tưởng tưởng lung tung thì mình sẽ không cô lập được bối cảnh ha, không cô lập được cái nội tâm, bối cảnh nội tâm của người ta, thì lúc đó mình không có đạt được, mình không có đạt được gia tốc rồi nha. Nội tâm sao trăm nói lại giúp đường với cái kim cái Khi mà mình cô nói ra một câu nói này. thì mình nói ra, một chuyên gia tư vấn huấn luyện nội tâm hay là một người chia sẻ mà mình nói ra một câu nói mà mình không cô lập được bối cảnh nội tâm của người ta, mà người ta tưởng lung tung, bắt đầu là mới nói một câu là người ta tưởng đi đến tận sang Mỹ, sang châu Âu, sang châu Mỹ đó, thì mình sẽ không có cô lập được bối cảnh nội tâm của họ để mà mình đi gia tốc cho họ, thì cái gia tốc của mình không có đạt. Gia tốc là để đạt cho nhánh, người ta thấu suốt cho nhánh nhá, người ta học nhánh nhá. À, thì là không đạt, phải cô lập được bối cảnh thì mới đạt, được chưa ạ? Vậy thì mình phải cô lập bối cảnh nội tâm, thì lúc đó là sự chuyển hóa của con người rất khủng khiếp, tức là trong một cái thời gian ngắn thôi họ có thể chuyển hóa được. Đó, mình quan sát đi, ở trong quýt thầy cô lập bối cảnh nội tâm của mọi người và sự chuyển hóa của con người rất lớn và rất là nhanh. Vậy thì một chuyên gia tư vấn huấn luyện nội tâm phải dùng ngôn ngữ để cô lập được bối cảnh nội tâm của người nghe thì mới được. Phải dùng ngôn ngữ để cô lập bối cảnh nội tâm của người nghe. Vậy thì mình vừa vẽ cái hình này lên mà mình không có ghi là căn phòng tối ấy. Hình chữ nhật này đại diện cho căn phòng tối là bắt đầu là họ tưởng lung tung, được chưa? Rồi, bây giờ mục tiêu mình chia sẻ nguyên lý ánh sáng làm gì? Bây giờ mình có nhá, mình có một hai cái chữ là mình, bây giờ mục tiêu mình chia sẻ đó, mục tiêu mình chia sẻ nguyên lý ánh sáng làm gì cả nhá, mình có những mục tiêu gì khi mà mình chia sẻ nguyên lý ánh sáng? Hướng suy nghĩ con người về phía ánh sáng. Hướng suy nghĩ con người vào mục tiêu cả nhà, ghi vô mục tiêu số 1 đó là nói cho người ta biết được là muốn có ánh sáng thì phải, tức là bóng tối và ánh sáng là nó sao, nó đối lập nhau đúng không, muốn có được ánh sáng vậy thì mình phải phải giữ được ánh sáng, sự tồn tại của ánh sáng thì bóng tối mất đi á, tức là mình thắp ánh sáng chứ mình không có xử lý vấn nạn, tại vì có đưa ánh sáng vào thì bóng tối sẽ mất đi đúng không, thì mình sẽ đưa ánh sáng vô đây, ánh sáng ở đây thường ấy mình viết vào màu đỏ hoặc là màu vàng,
Một là mình có phải là để mà thắp sáng một căn phòng tối nay á, một là mình đưa ánh sáng vào, hai á, là lấy bóng tối đi không cả nhá. Vậy thì mình phải nói được cho người ta biết. Lấy bóng tối này, dùng màu đen này. Nói cho người ta biết là mình sẽ thắp ánh sáng chứ mình không có lấy bóng tối đi, tức là mình không có xử lý vấn nạn. Vậy thì Khánh chấm hỏi cả nhà này. Vậy thì ánh sáng với bóng tối là hai cái phân nhị nguyên đối lập với nhau đúng không? Có sự tồn tại cái này thì cái kia không tồn tại. Vậy thì có sự tồn tại của ánh sáng thì bóng tối sẽ mất đi. Vậy thì có sự tồn tại của bóng tối thì ánh sáng có bị mất đi không? Không, Tại không sao? có. Có sự tồn tại của bóng tối, ánh sáng có mất đi hay không hả? Mất đi. Sự À tồn có. tại. Sự tồn tại của bóng tối thì ánh sáng bị mất đi. Ừ. Mất Nguyên lý đi mà không? Có có. mất đi. Như vậy. Có cái này thì không có cái kia cô. Không. Bây giờ nha. Giống như Đây là này. ngọn đèn, cái chân ngọn đèn Thì vẫn không. đen buổi tối, đúng không? Thì em nhớ cái hình tượng chân ngọn đèn, Dạ. tuy nhiên là mình cứ thắp lần lượt. Em nhớ cái đoạn này phải nói là mình cứ thắp lần lượt một bóng, thì bóng trên trong bảy sự giàu toàn diện đó. Khi Ừ. có tồn tại của ánh sáng ha thì không có khái niệm, tức là ánh sáng vào á, thì không có khái niệm là bóng tối mất đi. Bóng tối á không, nó vẫn ở đấy nhưng mà ánh sáng nó soi vô nên nó sáng, được chưa? Bóng tối nó vẫn nằm ở đó chứ không phải là bóng tối mất đi đâu, mà mình hiểu nhầm là ánh sáng xuất hiện thì bóng tối mất đi. Vậy thì chúng ta có thể nói là nếu như có sự tồn tại của bóng tối, ánh sáng biến mất, bóng tối xuất hiện, nhưng không có bóng tối thì không, bóng tối biến mất thì ánh sáng xuất hiện. Mình không thể lấy đi được bóng tối cả nhà. Mình không thể lấy đi được bóng tối. Hiểu không cả nhà? Dạ hiểu. Khi nào ánh sáng xuất hiện ấy thì bóng tối biến mất. Được chưa? Cái này là ok chưa? Khi nào ánh sáng xuất hiện thì bóng tối biến mất. Vậy thì á, bóng tối mà biến mất thì ánh sáng xuất hiện. Nếu mà ánh sáng xuất hiện thì bóng tối biến mất, mà nếu bóng tối biến mất thì ánh sáng có xuất hiện không? Trên thực tế á, theo nguyên lý lý thuyết ấy thì nó là như vậy, nhưng mà trên thực tế thì mình không có lấy được bóng tối. Mình không thể lấy bóng tối đi. Vậy thì con vẫn cuộc đời của con người ấy, người ta toàn đi giải quyết vấn nạn đúng không? Người ta đi giải quyết vấn nạn, cố gắng giải quyết vấn nạn bằng cách lấy bóng tối đi. Nhưng mà thực tế thì mình không có lấy bóng tối đi được cả nhà. Và đi như vậy là ngược nguyên lý. Hôm bữa mình học ha, ngược nguyên lý và quy luật thì phải trả giá rất nhiều. Vậy thì nếu như lấy bóng tối đi, tức là mình đang ngược nguyên lý. Là thiếu khôn ngoan trong cuộc sống đấy, là người thiếu khôn ngoan. Vậy thì mình chỉ đưa ánh sáng vào thôi. Vậy thì có một số cả nhà quan sát, một số cái bộ môn về tâm lý trị liệu hay là gì á, tối không để giải quyết không, người ta rất tập trung vào bóng tối để giải quyết cả nhá, vẫn giải quyết được, vẫn giúp cho người ta gọi là vượt thoát ra khỏi vấn nạn. Nhưng mà ở nhà mình không làm vậy, bởi vì làm như vậy có thể là người ta chỉ hỗ trợ được một người, hai người, một năm họ hỗ trợ được 100 người, nhưng mà thấu nhìn qua quýt á thì mình hỗ trợ được rất nhiều người, hàng ngàn người mà mình không có tập trung vào việc lấy bóng tối đi. Vậy thì thật ra là cái cách của họ cũng không phải là có vấn đề gì cả, nhưng mà họ thiếu sự khôn ngoan trong việc mà họ đi đi đào tạo, đi chia sẻ cả nhà. Với lại á, người ta không dám nhìn nhận xuyên suốt, bởi vì là người ta không chịu nổi ánh sáng cả nhà. Cả nhà biết là ánh sáng nó sẽ chói mắt không? Ừ, ánh sáng sẽ chói mắt ha. Ánh sáng sẽ chói mắt. Vậy thì á, khi mà mình bước vào nó tối tối một xíu thì nó sẽ đỡ con mắt của mình.
Nhưng mà sáng quá thì họ chịu không chịu nổi, chẳng hạn như mình mới ngủ dậy á, mình mới ngủ dậy á thì chói quá mà mình chịu không được. Vậy thì á, có nhiều người họ thấy ánh sáng họ không chịu được, và người ta đặt câu hỏi á, nói ánh sáng, tức là khi mà người ta đặt câu hỏi hay đặt nói ánh sáng hay là bóng tối thì họ cũng không có phân biệt được ấy. Tức là mọi người á không có nói được những lời ái ngữ á. Mọi người không nói được lời ái ngữ với con cái này hay là với những người thân yêu của mình. Vậy thì á, đối nhất là đối với con á, mà mình không nói được lời ái ngữ với con á, thì khi mà ra ngoài đường ấy cả nhà, ví dụ như mình ở nhà nha, mình ở nhà mà mình nói lời ái ngữ với con, mà ra ngoài đường ấy họ chửi con á, thì có mình tổn thương không? Nên là nó ở nhà thôi, còn đi ra ngoài đường họ nó mà bị chửi nó sẽ tổn thương. Nếu mà mình là người hay nói lời ái ngữ với con thì do là như vậy, do là nhiều người hiểu được nguyên lý ánh sáng nhưng mà họ không không thừa nhận và không làm triệt để, nó mới xảy ra những cái chuyện như vậy. Bởi vì ánh sáng sáng quá chịu không nổi, ánh sáng sáng quá họ chịu không có nổi. Vậy thì á, bây giờ mình làm sao để mà cho họ thuận theo nguyên lý mà sống? Tức là bản thân mình là chuyên gia tư vấn huấn luyện nội tâm, mình phải giúp cho họ làm sao đó để họ thuận theo nguyên lý mà sống. Có phải là hàng ngày mình sống trong ánh sáng xuyên suốt không cả nhà? Nhưng mà đến khi cúp điện thì sao? Mình lúc đó mới biết trân trọng biết ơn ánh sáng, trân trọng biết ơn nguồn điện. À, rồi hàng ngày mình được chồng mình yêu thương, thế là mình thấy bình thường đúng không? Cái một ngày mình chia tay chồng thì mình mới phát hiện ra hàng ngày những việc chồng làm mình mới biết trân trọng biết ơn thì muộn rồi. Đến người ta đưa bóng tối đấy để mà mình trân quý ánh sáng. Thời gian người ta làm như vậy nên xã hội này sao? Có phải là bao trùm bóng tối không? Họ hay có câu nói là cực khổ thì khi thắng lợi mới huy hoàng. Nhưng người ta không biết được ấy, bóng tối á, để người ta trải nghiệm cái trạng thái như vậy thôi. Nhưng mà bóng tối riết á, là người ta sẽ quen. Người ta sẽ quen và người ta coi bóng tối là việc bình thường trong cuộc sống của mình. Nên hàng ngày á, là mình sống trong bóng tối. Nên cái tầm nhìn của mình á, nó hạn, hạn hẹp, nó không nhìn xa được. Nó không có nhìn xa được. Vậy thì nếu như chúng ta sống trong ánh sáng ha, thì bao nhiêu, tức là hàng ngàn vạn dặm thì mình cũng cũng thấy được đúng không ạ? Mình cũng nhìn thấy được, chỉ cần có kính viễn vọng hay gì đó, miễn là mình sống trong ánh sáng là mình nhìn thấy được. Tầm nhìn của con người nó sẽ ngày càng hạn hẹp đi nếu như họ không thắp ánh sáng lên. Nên mình là những chuyên gia tư vấn huấn luyện nội tâm, mình cần phải gì? Thắp ánh sáng cho họ. Ha, đầu tiên là mình thắp ánh sáng. Ngày xưa có phải là bình thường á, mình đi đi mò không cả nhà, tức là đi đâu xong rồi mò tới đó, đi từ từ á, đi từ từ mà mò dần tới cái điểm đích. Nhưng mà bây giờ đi đâu là do mình quyết định đúng không? Đó, xã hội bây giờ đã trùm bóng tối rồi, lướt Facebook, lướt TikTok hay là ra ngoài xã hội là mình thấy mà, xã hội đã trùm bóng tối rồi. Vậy thì bây giờ á, mình sẽ thắp ánh sáng lên cho xã hội này được không ạ? Thầy còn nói câu này ấy cả nhà, đó là mình đã sống trong bóng tối nhiều năm rồi, làm ơn hãy kiếm cái nơi nào có ánh sáng mà sống. Thì ông bà Khánh Trâm nói chuyện với bạn bạn mình á, thì bạn bảo là cuộc đời anh tràn ngập bóng tối rồi, bây giờ phải kiếm kiếm ánh sáng để thắp lên, tức là để nói á, cái ngôn ngữ mình thoát ra lên á sẽ là ngôn ngữ ánh sáng, là đi ngôn thị cho người ta cả nhà, tức là tìm cái điểm tốt đẹp nơi người mà nói để làm lớn nó lên, chứ cuộc đời là nhiều bóng tối rồi, chả lẽ cứ tập trung vào bóng tối nữa. Cho nên là bây giờ tìm những cái điểm tốt đẹp của người để mà thắp lên, mà làm lớn lên, làm lớn lên điểm tốt đẹp nơi con người.
được không ạ? Hôm qua cái đoạn này hôm qua đừng nhớ đến cái câu lạc bộ cạnh của thầy đầu giờ á, thầy cũng nói là giống như con người đã sống biết bao nhiêu năm rồi. Tức là có một anh hỏi tại sao mà thầy có thể chuyển hóa con người nhanh như thế, đặc biệt là các bạn mentor master, là anh đó nhận ra là thầy đã cô lập bối cảnh trong vòng 6 tháng. Thì thầy mới nói là tại cái cuộc đời của con người á thì đã sống một thời gian dài rồi, nên mình phải có cái bối cô lập bối cảnh gia tốc như vậy mới có thể là vượt qua cái phần đời mà mình đã sống gọi là ngược nguyên lý trước đó để mình chuyển hóa. Do sự huấn tập mà, tức là sự huấn tập nghe thầy nói biết của mình á đã dày quá rồi, tức là nó đã dày quá rồi, cho nên á là mình phải vượt thoát ra khỏi cái sự huấn tập nghe thầy nói biết đó, tức là cố lập bối cảnh ấy, tức là những người mà toàn tâm toàn ý dành cho việc học trong thời gian này á, 6 tháng, 1 năm, thậm chí là 3 năm thì họ mới vượt thoát lên được tất cả những gì mà nghe thầy nói biết của họ từ hằng hà sa số đời cho đến bây giờ, kể cả là đời này từ hồi nhỏ đến giờ là bao mấy chục năm rồi, thì mấy tháng nó cũng chả là vấn đề gì, thì nó mới vượt thoát được cái đó, mình mới đổi được cuộc đời, còn không đổi được đâu, khó lắm. Cho nên là phải có là thủ đắc gia tốc và tục chúng á, thì sẽ đổi rất nhanh. Và sự chuyển hóa mà thầy á, thầy cho sự chuyển hóa của con người á là sự chuyển hóa không tái lại bóng tối, tức là đã chuyển hóa là chuyển hóa vĩnh viễn, tức là không thể trở thành một con người cũ được nữa, bóng tối nó không không thể tái lại được nữa. Rất là nhiều người đổi cuộc đời vậy, thì mình nhá, mình sẽ chọn là nhìn thấy ánh sáng nơi con người và làm lớn nó lên, chứ không có tập trung vào bóng tối. Có một cái câu chuyện mà thầy cũng hay kể đi kể lại á, đó là thường ấy mình thấy con của mình có vấn đề á, thường mình thấy con của mình có vấn đề xong rồi hoặc là thấy một cái gì đó có vấn đề là mang đến cho thầy, đưa đến hỏi thầy để cho thầy xử lý á cả nhá, xử lý ví dụ như là con chơi game hay gì gì đó thì thầy không bao giờ xử lý bóng tối hết cả nhà, và thầy cũng chẳng thấy con, thầy cho con người đó có vấn đề, mà thầy hay bảo thế này, này thôi chị cứ học đi ha, chị học, chị sắp xếp thời gian học xong rồi em xem thời gian nào rảnh á thì em gặp con đó, mấy tháng sau á thì chị ấy học tiếp thì nói là con đỡ hơn, chị học sau mấy tháng thì mới bảo là con mình đỡ hơn à, xong rồi thầy mới bảo là học tiếp nữa đi đó, xong rồi lần hai lần ba cứ như vậy thì quay lại á con không có vấn đề, xong rồi thầy mới bảo là có gì thì đưa con đến giao lưu, nhưng mà thầy ở đấy á là thầy không có xử lý vấn đề mà là thầy thấy, tức là con người không có vấn đề mà ba mẹ mới có vấn đề, tức là xử lý ba mẹ, hiểu không? Thế là thầy đang xử lý ba mẹ bằng cách là gì, chó học để đưa ánh sáng vào đâu, tức là ở bên ngoài á người ta hay xử lý bằng vấn nạn lắm, nhưng mà thầy á thì thầy không có xử lý vấn nạn mà thầy đưa ánh sáng, cho nên thầy cứ bảo mọi người học đi, học đi. Và học ở đây là gì, có phải là huấn tập hình ảnh tốt đẹp không, có phải là đưa khái niệm nguồn có lợi vào không, tức là mình đang đưa ánh sáng vào đó cả nhà, thì lúc đó bóng tối nó tan, thì ba mẹ này này ba học xong ba cứ tưởng là con mình đỡ rồi, nhưng không phải, do ba mẹ nó thay đổi chứ không phải là do con không có vấn đề mà ba mẹ đó thay đổi. Vậy thì á mình tập trung làm lớn cái sáng của mình. Thế này, có mình á cái chuyên gia tư vấn huấn luyện nội tâm á, thứ nhất là mình chọn ngôn ngữ ánh sáng, thứ hai á là mình tập trung cái sáng của mình lên ha, mình tập trung làm lớn cái sáng của mình lên thì khi mình gặp người khác á mình mới giúp được, mình tập trung làm lớn cái sáng của mình lên đó. Vậy thì thường á ở ngoài á người ta mất 3 tháng để giúp đỡ, trong khi ở bên mình á chỉ cần có thể một buổi là xong, một buổi mà có thể giải quyết được vấn đề của một người trầm cảm trong 3 tháng, mình đưa an vui vào á cả nhà, đưa an vui vào có xíu à là giải quyết được không. Vậy thì ngôn ngữ của chuyên gia tư vấn huấn luyện nội tâm là để chuyển đổi tâm thức của con người, chứ nó không nằm ở tâm ý thức bình thường được.
tức là chuyển đổi tâm thức luôn, chứ không phải là nằm ở tâm ý thức bình thường ha. Mình đã xác lập lại ha, bây giờ này mình xác lập lại những tri thức gì mà nhập vô người ta, mà khi người ta thấu suốt rồi thì người ta sẽ đổi năng lượng, dùng tri thức vào hiểu biết để giúp người ta nhập tri thức tất cả nhé. Vậy thì mình nói làm sao để cho người ta thấu suốt được nguyên lý ánh sáng và làm cho người ta hiểu rằng á là mình cho ha, mình cho người ta giả thuyết nội lực là lấy bóng tối ra, ra ngoài căn phòng để kỳ, tức là mình giả thuyết này là hãy lấy bóng tối ra để kỳ vọng cho căn phòng này sáng lên. À, đầu tiên mình phải nói cho người ta biết là phải mong muốn căn phòng này sáng ha, mong muốn, nếu như không nói là mong muốn căn phòng này sáng á thì mình sẽ bị mắc bẫy lớn. Nếu như có những người nói trong phòng chứa phím ảnh không muốn đưa ánh sáng vào, à không đưa ánh sáng vào phòng nên mới để cho nó tối như vậy, đừng có đưa ánh sáng vô, thì mình phải xác lập ngay cái tâm thức của người ta lúc đó. Khi giao lưu với con người thì phải hiểu được, xác nhận được mong muốn của họ là gì thì mình mới biết được xác nhận được mong muốn của họ là gì. Ồ, chứ không phải là mình có tri thức tuyệt quý mình nói là người ta nghe đâu. Nên ở đây này mình phải nói được là đây là một căn phòng tối và mình kỳ vọng là căn phòng này sáng lên, thì có bao nhiêu cách. Thứ nhất là lấy bóng tối đi, thứ hai là đưa ánh sáng vào. Còn nếu như mà mình á mình không nói á thì người ta sẽ bị đơ ra, tức là cái tưởng của họ bắt đầu xuất hiện, thì những cái câu thứ hai, câu thứ ba của mình á không có, họ không có vô, và lúc đó cái tưởng của họ đã đi xa quá rồi, đi xa quá rồi. Cái đoạn này là mình sẽ nói, tức là để xác lập ở trong cái tâm thức con người, mình sẽ nói là đây là căn phòng tối và mình kỳ vọng sẽ lấy bóng tối ra, thì có hai cách. Không, mong muốn mình phải xác lập được cái mong muốn là mong muốn cho căn phòng này sáng lên thì sao, chứ không phải là kỳ vọng lấy bóng tối đi. Tức là đây, đây chưa vẽ một cái hình này, mới bảo đây á là một cái căn phòng tối, cái hình chữ nhật này là một căn phòng tối, và bây giờ mình mong muốn cái căn phòng này sáng lên thì giờ sao. Nếu như mà mình không nói là mình mong muốn căn phòng này sáng lên á thì bắt đầu cái đầu của họ sẽ tưởng, và họ bảo tôi không thích căn phòng này sáng lên á, sao nào. Tức là họ sẽ dùng tư duy phản biện nhiều lắm, con người mà, thì mình phải xác lập ngay là tôi mong muốn căn phòng này sáng lên thì có bao nhiêu cách đó, xong mình dẫn dắt họ thế này. Bây giờ đấy, một là mình sẽ nỗ lực lấy bóng tối ra ngoài, vì theo nguyên lý nhị nguyên á thì sự tồn tại của ánh sáng sẽ không có bóng tối, và khi có ánh sáng rồi thì bóng tối không xuất hiện. Vậy thì bây giờ á mình lấy hết bóng tối ra thì theo nguyên lý trên thì ánh sáng sẽ xuất hiện, hay là mình sẽ đưa ánh sáng vào. Vậy thì khi mà đưa bóng tối ra thực tế có khả thi không? Không, mà đưa ánh sáng vào thì mới hợp lý hơn. Bởi vì lấy bóng tối thì thực tế là mình không thể lấy được cái bóng tối ra khỏi căn phòng, ra khỏi căn phòng để căn phòng sáng. Mình không thể lấy được bóng tối ra cả nhà. Bây giờ một căn phòng cả nhà tắt điện đi, bây giờ cả nhà lấy bóng tối ra đi. Vậy thì cái nguyên lý này đơn giản ha, là căn phòng tối và mình kỳ vọng cho căn phòng này sáng lên. Theo nguyên lý nhị nguyên thì ánh sáng tồn tại thì không có bóng tối, bóng tối có thì ánh sáng không có. Vậy thì một là mình lấy bóng tối ra, hai là mình đưa ánh sáng vào. Vậy thì làm cách nào? Chỉ có đưa ánh sáng vào thôi. Vậy thì có một cái phần mà thầy hay nói, đó là để mà xác lập để người ta khỏi lăn tăn trong đầu ấy, đó là có một cái các anh chị có thể lên bây giờ đưa ra một câu hỏi như vậy, tức là để cho họ có nghi vấn, xong mình mới đưa ra, mình bảo là chỉ có ánh sáng thôi, thì mình bảo là có phải là các bạn nhỏ 1 tuổi, 2 tuổi, 3 tuổi cũng biết là đứng lên bật đèn để cho căn phòng nó sáng lên không, thì lúc đó họ sẽ không hỏi nữa, tại vì cái đứa trẻ 3 tuổi nó còn biết cái điều đó mà chả lẽ mình không biết. Hiểu không? Những cái câu của thầy đưa vô á là những cái câu
tất cả những cái câu của thầy đưa vô đều có ý nghĩa hết, để ràng buộc cái nội tâm của họ. Lúc đó họ bảo ồ đứa trẻ 3 tuổi cũng biết bật đèn mà, nó còn kéo ghế nó thấp quá, nó kéo ghế lên nó vử cái tay nên nó bật đèn để cho căn phòng sáng, chả lẽ giờ mình lớn từ nay đâu tuổi cũng không biết đó. Đó là mục tiêu thứ nhất khác cả nhà. Còn mục tiêu thứ hai là gì? Mục tiêu thứ nhất là, nhắc lại mục tiêu thứ nhất là mình sẽ không tập trung vào việc lấy bóng tối, tức là không tập trung vào việc xử lý vấn nạn mà mình thắp ánh sáng lên. Đó là mục tiêu thứ nhất. Rồi đến mục tiêu thứ hai. Mục tiêu thứ hai của việc chia sẻ nguyên lý ánh sáng. Là đưa bảy sự giàu toàn diện vào. Mục tiêu thứ hai là con người chỉ có bốn vấn nạn thôi. Ừ đúng rồi, còn có bốn vấn nạn. À căn phòng, đúng rồi, căn phòng có bốn vấn nạn, xong rồi mới đến bảy sự giàu toàn diện. Bắt đầu mình sẽ liên hệ cuộc đời của con người để mà mình sẽ mình ứng dụng ánh sáng thế này như thế nào để vào cuộc sống của mình. Được chưa? Nếu như mình không biết ứng dụng nguyên lý vào cuộc đời của mình á, thì nguyên lý đó cũng là nguyên lý chết. Ha, tri thức của nhân loại này á, bữa thầy có nói là tri thức chết hết, nhưng mà qua con người nó sống lại. Và nguyên lý ánh sáng này nó có lâu chưa cả nhà? Nó có từ lâu rồi, từ khi mà đã khai sinh ra vũ trụ này nó đã có nguyên lý này rồi. Nhưng mà nguyên lý này tại sao nó không phổ cập ở xã hội? Bởi vì chưa có người làm cho nó sống lên, nên tri thức của nhân loại này á nó đều chết hết, trừ khi mà nó qua con người thôi thì nó mới làm cho nó sống được. Qua con người thì con người mới làm cho cái tri thức này nó sống lên được. Vậy thì á, cái cấu trúc con người của mình cũng vậy á, hình như cấu trúc con người của mình chỉ có bên Quýt có thôi, bên nhà Phật chưa có ai có, thì mình đang làm sống nó lên á. Vậy thì việc mà mình thấu suốt được quy luật và nguyên lý ha, hướng dẫn người ta ứng dụng vào trong cuộc sống, thì mình đã vực dậy được tri thức. Vậy thì mỗi tri thức đều có ý nghĩa rất quan trọng. Mình cần, tức là mình có cái vấn nạn gì trong cuộc sống thì mình chỉ cần nạp cái tri thức đó vào thôi, thì mình sẽ xóa đi. Nên chúng ta hấp thu vào cái gì ha, chúng ta hấp thu cái gì vào thì chúng ta sẽ, thì vấn nạn sẽ tan biến. Đấy, an vui có phải là đau khổ sẽ tan biến không? Trân trọng biết ơn vào thì có phải là oán trách được xóa đi không? Đó, mình đưa cái tri thức nào vào á, thì khi mà tri thức nhập vào thì thông tin sẽ đổi, mà thông tin đổi thì năng lượng sẽ đổi luôn. Nên cái việc mà mình nói cái nguyên lý này cực kỳ quan trọng. Để mà mình nói, nếu như nó liên hệ đến trực tiếp đời sống của con người. Thì nó rất là dễ để nói. Vậy bây giờ này, mình sẽ có bốn vấn nạn đúng không cả nhà? Mình vẽ ngôi nhà đi. Mình vẽ ngôi nhà. Thì cuộc đời á, xoay quanh cuộc đời của một con người chỉ có bốn vấn nạn thôi. Thì lúc đó mình sẽ liên hệ lên đây. Là mình có chi? Nội tâm, sức khỏe, mối quan hệ. Tài chính. Rồi tâm mối quan hệ sức khỏe và tài chính. Vậy thì có phải là vì vấn nạn của con người như bóng tối không? Đây, nó đều ảnh hưởng hết các khía cạnh ha. Đều ảnh hưởng. Vậy thì vì vì vấn nạn của con người như bóng tối thì cuộc đời của mình có bao nhiêu vấn nạn? Mình có muôn vàn vấn nạn luôn. Mình có muôn vàn vấn nạn.
Vậy thì á, mình tất nhiên mình nhìn cuộc sống mà mình có muốn bàn vấn nạn, nhưng mà mình muốn đổi đổi nhận thức của con người á cả nhà. Mình chỉ cần nói thế này thôi này, đó là theo cao nhân, tức là mình phải mượn lời. Mình mượn lời là theo cao nhân chỉ điểm ha, theo cao nhân chỉ điểm. Đơn giản hóa vấn nạn của con người thì có bốn khía cạnh. Đơn giản hóa vấn nạn của con người thì có bốn khía cạnh. Theo cao nhân chỉ điểm, đơn giản hóa vấn nạn của con người thì có bốn khía cạnh. Thì mình đọc nhiều lần mình nhớ, đơn giản hóa vấn nạn của con người thì có bốn bốn vấn nạn, chứ không phải bốn khía cạnh, nhầm như cái này, có bốn vấn nạn. Đơn giản hóa vấn nạn của con người thì có bốn vấn nạn. Theo cao nhân chỉ điểm gì không? Theo cao nhân chỉ điểm, đơn giản hóa vấn nạn của con người thì con người có bốn vấn nạn. Đơn giản hóa vấn nạn của con người thì con người có bốn vấn nạn. Vấn nạn ở nội tâm, vấn nạn ở sức khỏe, vấn nạn ở mối quan hệ và vấn nạn ở tài chính. Mình thấy trí thức của mình đơn giản lắm, nhìn hình tượng đơn giản. Nhưng mà người bình thường không có biết được đâu. Người bình thường không có biết được. Những câu nói này nói ra phải là cao nhân, chứ người bình thường không thể nói được. Một câu nói này rất là trí tuệ. Nếu như mà mình nói là mình nói ấy, thì người ta không tin. Mình phải mượn lời, mình phải mượn lời. Nhờ sự chỉ điểm của cao nhân. Cao nhân đã đơn giản hóa vấn nạn của con người thì con người có bốn vấn nạn, thì người ta nghe xong người ta mới thấy hợp lý. Con người chung quy lại chỉ có bốn vấn nạn. Nếu mà mình nói là mình nói á, ví dụ mình tới đấy xong mình bảo là con người á là chung quy chỉ có bốn vấn nạn thôi, có phải là mình nói không, mà mình không nói là cao nhân chỉ điểm không, người ta không tin đâu, người ta Họ, người không. ta sẽ hỏi là đâu ra, tức là họ sẽ nghĩ á, ở đâu ra tôi thấy chỗ này. Đó, người ta không tin thế cả nhà. Ồ. Về với chồng Mà đi. người ta hỏi là vậy cá nhân là ai vậy, chỉ cho. Cao nhân là ai chỉ cho Chị hả? Cao nhân. hả, em chưa bao giờ thắc mắc cái đấy. Nói cao nhân là em sẽ tin luôn, tức là giống như là thầy, em cảm giác là thầy nói mấy cái câu của thầy là để cho mình xác lập lúc đó rồi thầy mới dẫn tiếp vấn đề hai á. Thì người ta hỏi thì mình không có trả lời, cao nhân của mình mà mình trả lời gì? Mình chỉ có là cao nhân là chỉ điểm thôi. Còn người thầy của mình, thầy hay bảo, mà nhiều người hay bảo là thầy của thầy là ai, thầy bảo không, cái này toàn không có nói được. Đó. Toàn chỉ biết là toàn sẽ trao lại tri thức, tức là tri ân á, tri ân các cao nhân thiên đại tri thức mà đã trao truyền tri thức cho mình thì mình lại truyền lại cho người khác, chứ không bao giờ thầy nói. Rồi, vậy thì mình để cho người ta không tư duy được ha. Người ta không tư duy được, không phản bác được câu nói của mình phải nói như vậy. Được chưa? Và đó là cách mượn lời, được chưa? Mình mượn lời. Rồi bây giờ này, tại sao mà mình, vậy thì tại sao mà mình thấy là vấn nạn nhiều quá vậy? Vấn nạn nó nổi, tại sao mà lại, tức là mình thấy ở ngoài á, tức là mình giả là mình chung quý có bốn cái này thôi. Nhưng mà tại sao ở ngoài cuộc sống lại nhiều vấn nạn như vậy? Vậy thì có phải là nó ảnh hưởng không? Nó, em vẽ mình cái mũi tên này này. Là những cái này nó ảnh hưởng lẫn nhau. Đó, mối quan hệ tài chính, nội tâm, sức khỏe gì nó ảnh hưởng lẫn nhau. Cho nên mình thấy nó nhiều. Nhưng mà thật chất đấy, đơn giản hóa vấn nạn của con người chỉ có bốn cái thôi. Vậy thì khi mà mình chia sẻ xong cái này á, mình nói đi giải quyết vấn nạn về nội tâm, sức khỏe, mối quan hệ tài chính thì tương đương với việc lấy bóng tối ra khỏi căn phòng. Thì tương đương với việc lấy bóng tối ra khỏi căn phòng. Vậy thì việc mà mình xử lý các vấn nạn nội tâm, sức khỏe, mối quan hệ tài chính thì ý như rằng là chúng ta lấy bóng tối ra khỏi căn phòng tối và mình kỳ vọng căn phòng sáng. Vậy thì con người đang nỗ lực lấy bóng tối mà kỳ vọng nó sáng lên thì mình đã đi ngược nguyên lý. Đã đi ngược nguyên lý. À, vậy thì bây giờ mình dùng nguyên lý ánh sáng để làm gì? Mình thuận theo trong cuộc đời của mình thì mình sẽ không giải quyết bốn cái vấn đề này nữa, mà mình thắp sáng cái ngọn đèn cho con người của mình lên. Được không ạ? Đó là mục tiêu thứ hai ha.
Mục tiêu thứ hai là con người có bốn vấn nạn, nói cho người ta biết là có bốn vấn nạn và nói cho người ta biết là ứng dụng vào cuộc sống của mình, nếu như mà mình đi giải quyết các vấn nạn này là tương đương với việc là mình lấy bóng tối lên thì cuộc đời mình không sáng được mà mình cần phải thắp sáng lên. Rồi đến mục tiêu thứ ba này, sau đó khi mà chia sẻ về cái nguyên lý này, mình sẽ tiếp tục là mình vẽ cái ngôi nhà with home lên cả nhà, nhớ không, vẽ ngôi nhà with home lên. Xong rồi mình nghĩ là nhớ ngôi nhà with home cả nhà. Nhớ bạn sẽ giao cho chị chăm ngôi nhà quyết hôn. Sau đó mình mới vẽ lên. Để mục tiêu thứ ba là mình vẽ cái ngôi nhà with home lên, mình vẽ căn nhà trí tuệ, tâm thái, nhân cách, phẩm chất, năng lực, thể chất đấy. Đó, mình phân tích, mình vẽ cái ngôi nhà này này. Ngôi nhà này thường thường thầy vẽ, thầy khánh chấm thầy để vẽ đẹp nhất là màu xanh này ở ngoài, màu hồng ở trong. Cái mới nhất thầy cũng vẽ vậy á. Đây hả? Ừ, cái khóa thầy đang dạy thầy cũng vẽ vậy. Đó, xong rồi mình ghi ha, nội tâm. Đấy, sức khỏe. Một quan hệ. Mọi người vẽ tập vẽ cho đẹp nhé, em vẽ chưa đẹp đó. Ôi chết nhầm một, à đúng rồi, một quan hệ tài chính. Đó. Xong rồi lúc đó mình sẽ bảo là thôi, bảo mọi người là vẽ lên cho mình một cái ngôi nhà như thế này. Được chưa? Bây giờ dẫn họ này, bây giờ thắp, làm cho họ biết được á, làm cho họ biết được là mình không có lấy bóng tối không đi xử lý vấn nạn nha, mình thắp sáng. Bây giờ phải thắp sáng thế nào chứ, giờ ứng dụng vào cuộc đời thắp sáng như thế nào, thì bắt đầu mình thắp sáng là mình vẽ căn nhà lên, được chưa? Ghi trí tuệ, tâm thái, nhân cách, phẩm chất, năng lực, thể chất vào. Trí tuệ, tâm thái, nhân cách, phẩm chất, thể chất. Năng lực và vật chất. Đó, mình ghi cái bảng này ghi ra. Thì bây giờ này, mình sẽ phân tích cho họ ha. Đó là cái nào phi vật chất và cái nào vật chất. Là xong. Tức là bắt đầu mình mới bảo là mình vẽ xong, xong xuôi hết mình phải phân tích. Tí nữa có một cái đồ hình nữa, là đồ hình bảy sự giao toàn diện. Đồ ghi này, trí tuệ, tâm thái, nhân cách, phẩm chất, chưa? Nhớ không? Nhớ cái đồ hình Nhớ đó. nhớ Sau đó mình mới nói cho người ta biết cái nào là phi vật chất và cái nào là vật chất. Thì bây giờ á, mình muốn nâng giá trị vật chất. À, mình muốn muốn nâng cái giá trị vật chất lên, ngay cả chiếc xe chục tỷ. Nếu như mà không làm danh của con người nâng lên, thì cái gì phi vật chất lên? Thì cái phải thỏa mãn được phi vật chất của mình thì cái mới có giá trị, hiểu không? Tức là cái xe có mua bao nhiêu tiền, nó phải thỏa mãn được cái danh. Rồi, cái xe này nó sao? Nó không có tai nạn, cái sự bảo vệ của nó chạy êm ga như thế nào, người ta nghĩ đến cái phi vật chất của cái xe chứ không phải là cái cục sắt đó nó có giá trị gì đâu. Nên trong nhân loại này á là phải đưa phi vật chất vào để nâng cao cái giá trị của nó. Nên nếu như mà con người á không đưa cái giá trị phi vật chất vào bản thân của mình, không đưa cái giá trị phi vật chất vào bản thân của mình, thì mình không có giá trị trong mắt người khác cả nhà. Đây này, mình sẽ có chữ vật chất và phi vật chất. Mình sẽ nói được cái bảy sự giao toàn diện đấy. Ha, xong rồi mình nói là vật chất này. Với phi vật chất. Có vẻ họa nó đúng không? Đấy, sổ này. Ghi chữ họa vô đấy. Đấy, tức là cái lộ trình mình chia sẻ cái nguyên lý ánh sáng là như vậy. Vậy thì á, mình phải nói cho người ta biết được á, là một con người ấy
là một con người mà mình không đưa cái giá trị phi vật chất vào ha, thì mình mà chỉ dựa vào một cái giá trị là giá trị vật chất thôi á, thì con người mình không có giá trị trong mắt của người khác. Nên xã hội bây giờ là người ta thổi phí vật chất vào vật chất để mà con người của mình có giá trị lên, mà con người của mình giá trị lên, lấy lại cái giá trị vật chất để định giá cái phi vật chất. Cả nhà nhớ lại nhé, trước cái đồ hình vật chất phi vật chất đó, cả nhà phải nhớ cái đồ hình này này, phải vẽ cho người ta được cái đồ hình là tại sự giao toàn diện này này, tại hành châm lưỡi vậy, nhớ không? Xong rồi trí tuệ, tâm thái, phẩm chất, nhân chất và vật chất đấy, thì á có phải là bốn cái đầu này từ trí tuệ lại á, thì cái này là phi vật chất không? Cô cần phải viết vào không? Trời ơi. Nhà Gì? Viết đi từ này. dưới lên. Được chưa? Ừ, Vô cái này đi. là vật chất này thì mình phải nói được cho người ta, ví dụ như trí Đó. tuệ là đầu tiên là một người giàu, Ừ. đây là sự giàu toàn diện mà, thì người giàu người ta chỉ có là tập trung vào có gì, Vật có chất. nghĩa là người ta chỉ tập À. vào vật chất không, thì mình sẽ đi từ dưới lên này, tức là một người giàu họ chỉ tập trung vào vật chất thì mình nghĩ là người giàu, nhưng qua thời gian thì thấy họ cần phải có sức khỏe đúng không, qua thời gian nữa thì những người mà thừa kế họ không có năng lực ấy thì cần phải có năng lực thì mới có gọi là người giàu chưa. Đó, cái này là thể vật chất này, xong rồi ấy, mới thấy là không yêu thương không ấy được thì cần phải có phẩm chất, một con người cần phải có nhân lễ nghĩa trí tín đó, phẩm chất xong rồi đến gì, nhân cách, phải người ta phải thích ở gần cho mới giàu chứ, con người phải có người thích ở gần, xong rồi đến tâm thái rồi đến trí tuệ, một con người phải biết là sống bao dung an vui trân trọng biết ơn đó, viết này xong mới vẽ nhé, vừa lại lười đây này. À, đây phi vật chất đây không cả nhà, đây là phi vật chất, vật chất thì phải nói cho người ta biết được rằng một con người ấy muốn có giá trị trong mắt người khác thì cần phải thổi yếu tố phi vật chất vào, thổi yếu tố, vậy thì mình phổ thổi mình sẽ thổi yếu tố vào, yếu tố phi vật chất vào con người của họ thì mình đã nâng cao được cái giá trị bản thân của họ lên rồi. Một cọng rau muống bình thường ở ngoài chợ có 2.000 mà đi vào trong nhà hàng được thổi yếu tố phi vật chất lên nó thành 200.000 một đĩa rau muống, vậy thì bản thân mình muốn nâng cái giá trị của mình lên có phải là mình phải thổi yếu tố phi vật chất vào không? Mình phải thổi yếu tố phi vật chất vào bản thân mình. Người ta toàn thấy thổi yếu tố phi vật chất vào những cái thứ vật chất hiện hữu và quên mất đi là mình cần phải phi vật chất chính bản thân mình. Lúc đó mình mới tự định giá được mình. Còn không xã hội sẽ trả lương cho bạn. Xã hội sẽ định giá trị của bạn. Họ họ căn căn cứ vào cái việc mà mình có tri thức gì, mình làm việc ra sao để họ định lương cho mình. Mà mình không thể quyết định được cuộc đời của mình. Ủa? Tôi làm tôi thích định giá tôi bao nhiêu tôi định giá, chỉ có khi mà mình thổi được yếu tố phi vật chất nó mới nâng được cái giá trị của mình lên được không ạ? Vậy thì á, nếu như mà ai đã có vật chất rồi cả nhá, nếu như mà ai có vật chất rồi á thì mình thổi cái yếu tố phi vật chất vô nữa thì có phải sướng không, quá sướng Vâng. lúc đó. Mình thổi vào thì vật chất nó lại càng tụ về mình nữa, và càng tụ với mình nữa, và lúc đó mình chỉ có giàu toàn diện thôi. Vậy thì nên là không có tiền ha, nếu như những người không có tiền thì mình đừng có sợ mà mình không có vội vàng gì hết, đó là những người có tiền thì quá sướng, còn những người chưa có thì mình sẽ thổi cái yếu tố phi vật chất bên trong để mà làm gì, làm giàu yếu tố phi vật chất lên, mà đã làm giàu được trí tuệ, tâm thái, nhân cách, phẩm chất rồi á thì từ từ nhá nó cũng sẽ làm giàu được năng lực thể chất và vật chất. Vậy thì nếu như ai là chuyên gia tư vấn huấn luyện nội tâm mà mình giúp đỡ cho, mình trợ giúp cho người ta giàu, trọng điểm là gì? Giàu trí tuệ, giàu tâm thái, ha, giàu nhân cách và giàu phẩm chất. Thì mình trợ cho họ, được chưa ạ? Mình trợ cho họ. Thì mình thổi cái yếu tố, đầu tiên là mình sẽ thổi trí tuệ và tâm thái vào cho họ đầu tiên, hai cái này, hai cái quan trọng nhất, trí tuệ và tâm thái là họ bắt đầu ngon rồi. Được không ạ? Vậy thì á, thầy có nói một cái thầy đang làm đó là lan tỏa triết lý giáo dục tận gốc ra toàn cầu ấy, thì từ từ ấy, cái người Việt của mình á, người Việt của mình sẽ có giá trị cao trên toàn thế giới khi mà họ có yếu tố phi vật chất vào.
Thì khi mà mình đưa ánh sáng vào cả nhà thì mình sẽ xóa được rào cản nhận thức nội tâm. Đó là rào cản gì? Rào cản nhận thức nội tâm. Mình có xóa được rào cản nhận thức nội tâm không? Đó là rào cản số 6. Thiếu tầm nhìn về tương lai. Nhớ không? Nhớ các rào cản của bản thân mình 6 cái rào cản. Và mình sẽ xóa đi cái rào cản số 6 là thiếu tầm nhìn về tương lai. Mà khi xóa được cái rào cản thiếu tầm nhìn về tương lai thì từ từ các rào cản khác nó sẽ tự mất luôn. Cái rào cản thiếu tầm nhìn về tương lai là quan trọng nhất mà mình đã xóa được rồi á, thì từ từ các rào cản khác nó sẽ tự biến mất. Vậy thì nếu như ai ở đây này mà muốn giao toàn diện á thì sẽ không còn vấn đề phát sinh nữa. Được chưa cả nhà? Vậy thì khi mà mình muốn giao toàn diện ấy thì á mình thắp lên gì, bảy ngọn đèn này, nhìn cái tờ này kỳ quá ta, mình thắp lên bảy cái ngọn đèn này ha, Chào thì mọi rào cản sẽ tan biến, mọi cái rào cản sẽ tan biến. Mình thắp lên thì không còn rào cản nhận thức nữa, thầy không còn dùng từ rào cản nữa cả nhà, mà thầy dùng từ là hạn chế. Tức là bây giờ đối với cộng đồng mình ngày xưa thầy dùng từ rào cản, nhưng mà đối với cộng đồng của mình bây giờ hiện tại á, là không còn gì gọi là rào cản nữa. Mọi người đã được nâng một cái tầm nhận thức lên rồi, chỉ còn gọi là hạn chế nữa thôi. Thầy mới dùng một cái từ là hạn chế, không dùng từ rào cản nữa mà là hạn chế nhận thức. Mình có 6 cái hạn chế nhận thức. Nói như vậy đó, hạn chế thì mình dễ dễ cái là nó thoát được cái hạn chế, không dùng rào cản nữa. Vậy thì mình muốn thì sẽ được. Mà cả nhà muốn là gì? Bữa trước mình học rồi. Bình thường người ta muốn thôi chứ không phải là người ta mong muốn, đúng không? mong muốn tột cùng. Ừ. Vậy thì mong muốn ở đây là gì? Mong muốn là hình ảnh. Hình ảnh tâm trí được lặp đi lặp lại và chiếm toàn bộ tâm trí của người Ừ. người đó, Đúng rồi. và có xu hướng muốn và lúc đó não có xu hướng muốn tìm lời giải cho điều đó. Rồi. Vậy thì bây giờ này, mình nói xong cái nguyên lý ánh sáng này á, thì người ta sẽ nhận được cái gì? Người ta sẽ hiểu gì? Vậy thì mục tiêu mình nói cái này xong thì người ta sẽ hiểu gì cả nha? Mình nói cái này xong, thứ nhất là người ta đã thấy là người ta đang đi ngược nguyên lý từ xưa trong cuộc Người đời của ta họ. thấy là người ta cần phải Ừ, nâng cấp và thấy bản là thân, thổi phi vật chất vào họ. Họ tự phải biết là họ phải rèn luyện là phải có trí tuệ, tâm thái, nhân cách, phẩm chất là cái phi vật chất đó cô. Rồi cả nhà ra soát lại nha. Mục tiêu số 1 này là khi mình nói cho người ta hiểu là thắp ánh sáng chứ mình không đi xử lý vấn nạn. Thắp ánh sáng không xử lý vấn nạn. Và cái này thì đưa thành nhận thức luôn nha cả nhà. Nhận thức luôn. Tức là trong cuộc sống nhiều người chưa thành nhận thức ấy, họ biết á, nhưng họ vẫn tập trung vào đi xử lý vấn nạn. Không, mình không xử lý vấn nạn đến không xử lý, chỉ thắp sáng lên thôi. Được chưa? Và thứ hai, mình cho người ta biết rằng đó là mình chỉ có bốn vấn nạn thôi. Bốn vấn nạn này: nội tâm, sức khỏe, tài chính và mối quan hệ. Được chưa? Và cuộc đời của mình á, nếu như mà mình đi xử lý vấn nạn là mình đang tập trung lại bóng tối thì không được, mình phải thắp sáng lên. Vậy thì thắp sáng làm sao đây? Mình tập trung vào phi vật chất để mà mình xây dựng. Và mục tiêu thứ ba, tập trung vào phi vật chất để mà mình xây dựng vật chất. Làm sao mình vật chất hóa được những cái phi vật chất và phi vật chất hóa được những cái vật chất, thì lúc đó người ta sẽ không lăn tăn nữa. Vậy thì có phải là một cái nguyên lý ánh sáng này thôi là mình đã giúp đỡ được rất nhiều người không cả nhà? Rất rất nhiều người luôn. Trời ơi, mình nói mỗi cái này thôi á, mà nói riết 10 năm mình cũng có thể tạo được giá trị cho xã hội á. Mỗi cái này thôi. Giáo viên này hay ai ở trong công ty hay gì đó, chỉ cần cái này thôi.
Nếu mà ai chưa học về á, nguyên lý ánh sáng á, mình nghe lại cái bài nguyên lý ánh sáng của thầy á, cực kỳ hay luôn. Rồi thầy dẫn dắt bài này là buổi đầu tiên thì vậy, rất hay. Và nhiều ở trong cộng đồng của mình á, nó thành nhận thức rồi á, thì mọi người á, không có tập trung vào vấn nạn nữa, mà đưa ánh sáng vào cuộc đời nó thay đổi nhanh lắm cả nhà. Có những cái ví dụ như hết tiền, không có tập trung vào việc mà đi kiếm tiền nữa. Tạo giá trị thôi, tạo giá trị thật nhiều vào, hay tạo giá trị thật nhiều thì lúc đó mình có phước ấy. Rồi trong mối quan hệ xã, mối quan hệ con người thì con người mà ai chẳng có cái điều này điều kia, nhưng mình làm lớn những cái điều tốt đẹp của nơi người, làm lớn những điều tốt đẹp của con người, thắp ánh sáng lên. Vậy thì khi mà mình nói một cái gì đó ha cả nhà, là đầu tiên là mình phải cô lập được bối cảnh nội tâm, được không ạ? Mình cô lập được bối cảnh nội tâm, kể cả bản thân mình nhớ cái năng lực đóng mở não không, thì mình không biết gì hết, mình chỉ biết cái năng, cái nguyên lý ánh sáng này thôi. Thì lúc đó năng lượng mình cố định để mà mình đi chia sẻ cho người ta, mình mới chuyển được cái nguyên lý ánh sáng này cho người ta, được không ạ? Mình mới chuyển được cái nguyên lý ánh sáng này cho người ta. Vậy thì đó là phần nguyên lý ánh sáng, đó là phần nguyên lý ánh sáng. Vậy thì bài tập của mình nhé, mình sẽ tập nói nguyên lý ánh sáng hết cả nhé. Bữa trước là đáng lẽ bài tập của mình là nói về con thuyền, nên là mình sẽ có hai bài tập, là mình sẽ tập nói về con thuyền. Cả nhà thủ đắc tới đâu rồi? Mình thủ đắc của thầy, thấy chưa, về con thuyền. Xong rồi mình thủ đắc về phần nguyên lý ánh sáng, mình tập nói. Mình mua bút về, mình mua cám về, chưa biết xếp cám á, thì nhắn tin lên nhóm để mà các thầy cô á, thầy cô phụng sự á, thầy cô vô hỗ trợ cái việc mà mình xét cam đó. Hoặc là mình tập nói cái này á, ở trên mạng xã hội á, trên kênh YouTube này hay gì đó. Sau này cả nhà, cái sự chuẩn bị trước của cả nhà về cái môn nội tâm này á, thì á, sau này cả nhà sẽ đi đâu á, đi đâu trong lĩnh vực này, trên internet, tại vì giờ nó chưa phổ biến, giờ chưa phổ biến, nhưng mà trên xu hướng đang tìm hiểu ấy, thì xu hướng cái việc mà họ search cái từ giàu toàn diện, trân trọng biết ơn, hay là search những cái từ khóa một bên quýt nhà mình á, rất nhiều, rất nhiều người ta đang search đó cả nhà. Vậy thì á, mình tập chia sẻ ha, mình tập chia sẻ, sau đó là mình chia sẻ lên mạng xã hội, thì chỉ một cái việc mà giúp người ta nâng tầm nhận thức thôi á, mình đã, những cái video đó thôi nó đã tạo giá trị xã hội rất lớn rồi. Chưa kể là cho người ta biết được cái nguyên lý ánh sáng này, người ta biết con thuyền thôi cả nhà, người ta biết con thuyền thôi á, thì có phải là đặc khủng khiếp rồi không cả nhà? Ồ, họ mới thấy là cuộc đời họ đi ngược hết rồi, cho nên họ mới vậy, thì là có một cái đường đi tốt hơn. Thì mình chia sẻ cái đó, hai bài tập, thứ nhất là bài tập về con thuyền, thứ hai là bài tập về nguyên lý ánh sáng. Nói thật hay vào, nói thật hay, nói thật hay về hai cái này, được không ạ? Nương chuẩn bị nói cho Nương chuẩn bị làm để nói cho bạn Nương á. Bạn Nương hôm bữa cũng chia sẻ với Nương về cái vấn nạn của họ, mà cái đó cũng là vấn nạn nội tâm, cũng nhắc đến mấy cái mà ngoài xã hội đang vướng phải là đi đi trầm bị trầm cảm á, xong đi bác sĩ á, thì Nương không nói gì cả, Nương cũng gửi cho bạn đó cái lớp của thầy, xong rồi Nương mới nói là bây giờ cái không hiểu cái nào á thì mỗi thì bây giờ xét thời gian đi một tuần mấy buổi đó nên chia sẻ đó, nên đừng chuẩn bị xét cái đó đó, chia sẻ online. Ngon mà cả nhà, mình cố gắng làm sao mình có một cái quy luật á, là quy luật bù đắp á. Quy luật bù đắp là sao? Hôm bữa hình như có chia sẻ sơ sơ rồi đúng không? Thì á, nó nằm ở chỗ thế này. Rồi sao mà mình viết chữ kỳ vậy ta? Thì kỳ okay quá. Rồi, nó có một cái quy luật là quy luật bù đắp á cả nhà. Vậy thì cái lượng người mà mình giúp đỡ và chất lượng người mình giúp đỡ thì sẽ nó sẽ tương đương với chất lượng cuộc sống của mình. Chất lượng cuộc sống của mình, số lượng người mình giúp đỡ và chất lượng người mà mình giúp đỡ, nó sẽ tương đương với chất lượng cuộc sống của mình. Nó sẽ quyết định chất lượng cuộc sống của mình, số lượng và chất lượng. Hay ở ngoài đời thì người ta bảo là quyết định túi tiền của mình ấy. Nhưng mà ở đây á, mình gọi là chất lượng cuộc sống hết cả nhà. Vậy thì mình đặt một câu hỏi này.
đó là mình giúp đỡ được cho bao nhiêu người, mình giúp đỡ được cho bao nhiêu người và chất lượng giúp đỡ của mình như thế nào. Ha, vậy thì đây, thay vì mình tư duy á, là mình làm để cho cuộc sống mình tốt thì mình tư duy là chất lượng và số lượng người mình giúp đỡ sẽ đạt được chất lượng cuộc sống của mình. Có nhiều khía cạnh để giúp đỡ. Giúp đỡ một phần thỏa mãn tham tưởng của con người về tài, sắc, danh, thực, thùy. Thì lúc đó là mình tích phước. Ha, cho nên nhiều người họ kinh doanh sản phẩm dịch vụ á, mà người ta trả tiền cho sản phẩm dịch vụ đó thì phước báo coi như xong. Nếu người ta trả cao hơn sản phẩm dịch vụ thì mình mòn phước. Nếu mà người ta trả ít hơn thì bắt đầu mình tích phước. Vậy thì tích thì phước báo á là mình tích lũy. Ha, mình tích lũy phước báo, mình tích lũy là mình hưởng ngay tức khắc. Có trong phần kinh tế mình có một cái thuật ngữ đó là thu nhập thụ động. Nhưng mà thầy gần đấy á, đợt vừa rồi học master, thầy sửa lại là thu nhập tự động. Thì người ta mới nghiên cứu ra một cái công cụ để mà có thể tự tạo ra tiền. Ha, có nghĩa là công cụ đó nó không có phải động tay tới mà họ ngủ họ vẫn có tiền. Vậy thì bây giờ mình có được bao nhiêu người, số lượng và chất lượng, ha, mình dừng lại cái hành vi đó thì mình còn tích được phước không? Được tích phước không? Châm hỏi lại đi, nghe không rõ. Tức là mình xem á, mình giúp được bao nhiêu người, số lượng và chất lượng. Còn nếu mình không giúp nữa thì mình dừng lại cái hành vi giúp người về số lượng và chất lượng như vậy. Thì mình cái việc mà mình tích phước ấy của mình á, nó cũng không còn, tức là không có tích phước được nữa. Vậy thì việc mà mình giúp cho người ta trở nên giàu toàn diện, giúp cho nhiều người trở nên giàu toàn diện, thì mình hình dung qua chất lượng cuộc sống của mình thế nào? Ồ, Ngon. chất ừ. Vậy thì á, trong cái quá trình mà mình tiếp cận giàu toàn diện hiện tại á, mình nói là mình sẽ nói trong cái quá trình mà mình giúp cho người ta trở nên giàu toàn diện á, thì đầu tiên mình sẽ nói là giàu phi vật chất trước ha, đó là trí tuệ, tâm thái, nhân cách, phẩm chất. Thì á, cái nguồn lực mình trợ duyên cho người ta cái này thấp, còn trợ duyên cho người ta về năng lực thì cần nhiều hơn, về vật chất thì nhiều hơn, về thể chất á, thì cộng đồng mình bây giờ khỏi nói rồi, thể chất của mình, cộng đồng mình quá kinh khủng mà. Cho nên là thầy mới làm như vậy, hỗ trợ rất là nhiều người, kể cả mentor, master buổi tối á, là thầy chia sẻ cộng đồng chúng, gọi là đại chúng. Thầy đang lấy cái tổng nghiệp của đại chúng để kích hoạt tổng nghiệp của mình nữa. Rồi thầy cũng đang chia sẻ và giúp đỡ cho rất nhiều người chuyển hóa về đại chúng, rồi lại chia sẻ ra các master mentor. Rồi có phải là những người master mentor lại len lỏi đi chia sẻ, thì có phải là thầy đang tạo ra một cỗ máy công đức phước đức không? Tự động luôn. Ở trong quýt á, là mới bảo là đi kiếm tiền tự động, thì ở bên này là cỗ máy công đức phước đức tự động. Thì khi á, cả nhà, một cái điều mà Khánh Trâm nhìn thấy sự chuyển hóa của mọi người ở trong cộng đồng quýt á, đó là khi mà mọi người có công đức phước đức rồi á, cái đầu của mình này, nó sáng ra, sáng dần ra, nó sáng dần ra. Ui, ở trong cộng đồng của mình á, là có một anh đó, anh nó vô học không có hiểu gì hết cả nhà, không có hiểu, anh đó là một, gọi là một cái người đứng sân khấu á, gọi là diễn giả đứng sân khấu rất lâu năm, nổi tiếng á, nhưng vô học biết tri thức của mình không có hiểu, học 1 năm 2 năm không hiểu. Nhưng từ khi mà anh ấy tích tạo được phước báo là anh giới thiệu nhiều người vô quýt học á, đầu anh bắt đầu có được một chút phước báo, và những cái người mà anh giới thiệu vô học ấy là người ta ngộ ra được á cả nhà, người ta nhận được, nâng tầm nhận thức và họ nhận được, thế là anh tích được một chút công đức phước đức, thế là đầu anh sáng dần lên, học dần, anh học hiểu hay lắm. Nên là mình sẽ tích lũy từng tri thức bỏ vào bộ sưu tập của mình ha. Ồ, nguyên lý ánh sáng này biết một cái rồi, và mình chia sẻ. Vậy thì bây giờ mình cần phải khui dòng á cả nhà, là mình mở miệng là mình nói một cái mà mình biết á, thì nó sẽ tốt hơn là mình biết nhiều cái mà mình không nói. Vậy thì mình sẽ nói, tập nói á cả nhà, mình tập nói nguyên nguyên lý ánh sáng này với con thuyền nhiều lần, mình tập nói cái đó, mình chia sẻ cho người khác. Vậy thì ở cái quy luật bù đắp này này, làm sao mà
mình ứng dụng cái luật bù đắp này để mà mình chuyển đổi cuộc đời của mình được. Tức là mình tập trung vào giúp cho người ta giàu toàn diện ha. Mình giúp cho người ta giàu toàn diện, ví dụ như những người mà bán hàng á cả nhà, bán nước mía hay là bán cây kem thôi. Thầy có một cái điều rất hay, ngày xưa thầy làm sức khỏe á, ai mà mua kem đánh răng hay gì của thầy á, một cái rất là nhỏ thôi, nhưng mà thầy vẫn cam kết là giúp cho người đó giàu toàn diện. Vậy thì á, chỉ cần bán một cái điều nhỏ thôi mà mình chia sẻ được những cái tri thức này này, và mình cam kết nội tâm nhá, nhưng phải mình nói với người ta mà mình cam kết nội tâm là cái về sự chuyển hóa của họ á, thì rất là ngon. Và lúc đó thì người ta trở thành cái khách hàng gọi là khách hàng Cam kết nội tâm là gì cam? cam kết nội tâm là mình tự nói với nội tâm của mình là mình sẽ giúp đỡ cho những con người này họ trở nên giàu toàn diện, giúp đỡ cho họ chuyển hóa và trưởng thành tận cùng, thì mình cam kết với nội tâm của mình. Mà khi mình có cam kết nội tâm đó cả nhà ha, mình chăm sóc, mình có cam kết đó, thì á mình bán một cái sản phẩm nhỏ thôi mà mình chia sẻ được những tri thức này để cho người ta, dần dần á khách hàng nó theo mình trọn đời luôn đó cả nhà, và mình sẽ tích lũy được khách hàng của mình. Vậy thì làm một cái nghề gì, làm một cái nghề gì bán nước mía hay gì đó mà mình chia sẻ được tri thức này á, là rất là ngon, thì sau này rất là giàu ấy, tức là tụ vật chất về á. Tại vì sao, thầy có một cái quan niệm á, đó là ở trong lớp quảng bá là lấy tiền của người khác là bắt đầu cho sự giúp đỡ, lấy tiền của người khác là bắt đầu cho sự giúp đỡ, cho nên là thầy cũng cũng chia sẻ là cũng không có ngại lấy tiền của người khác, tại vì là lấy tiền của người khác là bắt đầu mình bắt đầu cho sự giúp đỡ, tức là mình có trách nhiệm với cái số tiền đấy, được không ạ? Vậy thì việc á mà mình có một tri thức mà mình đi chia sẻ có thể thay đổi cuộc đời con người ha. Vậy thì bây giờ mình có tri thức rồi, vậy thì mình chỉ cần có thêm sức khỏe và xong mình mở miệng là xong, đúng không cả nhà? Chưa có cái ngành nào Khánh Trọng rất là thích cái nghề chuyên gia tư vấn, tức là nghề mà đi chia sẻ đấy cả nhà, nói là đi chia sẻ thì cũng đúng, đi cái nghề này ngồi nói thôi, giống như thầy á rất là thích, chỉ cần có sức khỏe xong ngồi mở miệng. Mà ủa cả nhà, có phải là phải đi thực hành gì đâu, người ta ngồi nghe thầy nói thôi mà người ta đã đổi cuộc đời rồi. Ồ, cuộc đời của họ, cuộc sống hôn nhân của họ tốt lên, thầy chỉ có ngồi nói thôi đấy, người ta chỉ có ngồi học thôi mà cuộc đời của người ta thay đổi đâu, còn phải đi làm cái gì ghê gớm nữa. Đó là tác động vào nhận thức đấy, nhận thức đổi là cuộc đời sẽ thay đổi, mà lại tạo ra được cái giá trị rất là cao, đầu tư thì thấp nhưng mà tạo giá trị rất là cao, được không ạ? Vậy thì á, để mà làm được những điều đó cả nhà, thì mình sẽ nhớ cái này ha, cả nhà nhớ giúp em một cái công thức này, khi mà mình đi chia sẻ mình sẽ có một cái công thức như thế này. Đó là khi mà mình đi chia sẻ mình tạo lập giá trị, đúng không, sẽ có một cái công thức biết hiểu. Thấu suốt. Có ai biết cái công thức này chưa? Đó. Ừ. Chuyển hóa. Ồ, vậy thì á, muốn nói cho người ta biết thì mình cần phải dựa vào gì? Niềm tin của Ừ. họ. Niềm tin ha. Muốn nói cho người ta biết thì mình cần phải dựa vào niềm tin của họ. Vậy thì muốn nói cho người ta hiểu thì dựa vào, Đó. biết, muốn nói cho người ta thấu suốt thì dựa vào, Cái người ta mong muốn. dựa vào nghi vấn. À, nghi vấn, còn chuyển hóa là mong muốn.
Đây là một công thức để ba mình đi tư vấn huấn luyện là nha. Có niềm tin trước thì cái biết mới mở rộng được. Vậy thì với một cái một một cái vai trò là chuyên gia tư vấn huấn luyện nội tâm, muốn nói cho người ta biết thì phải dựa vào niềm tin của họ, muốn nói cho người ta hiểu thì phải dựa vào cái biết của họ, muốn nói cho người ta thấu suốt thì dựa vào nghi vấn của họ, và muốn nói cho người ta chuyển hóa thì dựa vào mong muốn của họ. Vậy thì bây giờ mình muốn biết nhiều thì mình phải tin, được không ạ? Nếu mà mình không tin thì cái biết của mình không có mở rộng. Có phải con cái của mình á, có phải là thầy cô nói gì về toán học, lý học, sử học nó cũng tin hết không cả nhà? Bởi vì nó tin như vậy thì nó mới học được nhiều thứ không? Do mình tin. Vậy thì ai có một cái niềm tin thì cái biết của họ được mở rộng nhiều hơn người bình thường. Mà sau khi biết rồi thì có phải là họ hiểu nhiều không? Và sau khi họ nghi vấn thì họ mới thấu suốt được nhiều điều không? Và khi họ có mong muốn thì họ mới chuyển hóa. Vậy thì muốn học nhanh, muốn gia tốc được nhanh thì mình cần phải tin. Thứ nhất, mình cần phải tin. Thứ hai, mình cần phải đặt nghi vấn thuận chiều mong muốn. Và mình dần thuận chiều mong muốn. Và mình phải có mong muốn nữa. Mình có mong muốn thì lúc đó mình mới chuyển hóa, mình mới có sự thấu suốt, mình mới có hiểu cái hiểu và mình mới có cái biết. Vậy thì cả nhà mình có kỳ vọng là mình muốn có được cái kiến thức uyên bác không cả nhà? Ừ, thì mình cần phải biết biết thật nhiều. Tin mà phải tin thì mới biết được thật nhiều, hiểu vừa phải, thấu suốt trọng điểm và chuyển hóa khi cần. Nó có cái này, biết thật nhiều. Biết thật nhiều cả nhà, mình cần phải biết thật nhiều, nhưng mà hiểu ấy thì hiểu vừa phải, thấu suốt trọng điểm và chuyển hóa khi cần, tức là mình cần thì mình chuyển hóa. Thường ấy, người ta muốn học nhanh á là người ta sẽ tin cái đó, được chưa? Người ta sẽ tin cái đó để mà mình biết đã, và sau đó họ sẽ thấu suốt sau, tức là muốn hiểu cái gì để sau đi. Bây giờ cứ tin đã, được không ạ? Vậy thì nếu như mà mình tin là nguyên lý ánh sáng sẽ giúp đỡ cho con người chuyển hóa được, thì từ khắc cái hiểu biết á, xung quanh á, nó sẽ xuất hiện. Tức là chúng ta có niềm tin là con người hướng đến bảy sự giao toàn diện thì mọi vấn nạn sẽ tan biến. Thì tương lai là cả nhà mình biết về bảy sự giao toàn diện rất nhiều, giao nhân cách là gì, giao phẩm chất là gì, tự nhiên mình biết à. Vậy thì đầu óc đơn giản nhất khi học tập là mình có niềm tin về một cái điều gì đó. Niềm tin về hệ quy chiếu, đúng không? Niềm tin khối điện tử âm dương ảnh hưởng đến cuộc đời của mình. Khái niệm nguồn là nền tảng định hình cuộc đời của mình. Rồi tin là cuộc nguồn cuộc sống bắt nguồn từ hình ảnh tâm trí. Nếu như mình tin thì cái biết của mình mở ra rất nhanh. Và nếu như mình biết được thì mình đã mở được một cái lượng kiến thức rất là rộng so với nhiều người ở ngoài xã hội. Rất là nhiều người ở ngoài xã hội. Được không ạ? Và lúc đó thầy có chỉ điểm mà mình biết nhiều ấy, thì lúc đó mình sẽ mã hóa nó thành bộ mật mã. Được không ạ? Thành bộ mật mã, tức là mình sẽ nhớ bằng mật mã cả nha. Chứ mình không nhớ tri thức nữa, mà mình nhớ bằng mật mã. Ví dụ như sáu rào cản nhận thức nội tâm thì mình sẽ biết là tâm thương hóa bản thân, thiếu điều kiện, sợ chỉ trích phê bình, thiếu tầm nhìn, rồi là sợ không sợ sợ thất bại các kiểu đó, thì mình biết vậy thôi, mình không cần hiểu. Mình biết vậy thôi, mình không cần hiểu. Vậy thì nếu như mà mình có niềm tin như vậy thì cái biết của mình sẽ mở ra được rất nhiều và truy xuất được rất nhanh. Còn nếu thiếu niềm tin thì rất là chậm. Rồi, mình có 6 quan niệm về sức khỏe thì mình biết vậy thôi, được không ạ? Rồi, 4 ngôn từ cần cần nói với người thâm giáo, khen người, khẳng định, khích lệ, xây dựng hôm bữa học rồi thì mình chỉ biết vậy thôi, nó là nhận thức của mình thì học rất là nhanh.
biết rồi mới hiểu, sau đó mình mới quy về mật mã. Ví dụ như mật mã 3773 đi, ở đây có ai biết mật mã 3773 là gì không? Có Ừ, mật ba mã thiên nhà tức chiếu, luyện được tâm. bảy sự giàu toàn diện, bảy bố thí, mấy ước mơ cuộc sống, ước mơ cảnh giới cuộc sống, Ba cái đầu là gì? ba hệ quy chiếu, bảy Ừ. sự giàu toàn diện, bảy bố thí, và ba cái là mấy ước mơ cuộc sống, ước mơ cảnh giới cuộc sống. À đó, tức là mình sẽ đưa về mật mã hết. Rồi mình ví dụ như nguyên lý, mình cần mấy nguyên lý để nắm bắt. Quên rồi, bốn nguyên lý. Ừ, bốn nguyên lý cần nắm bắt. Cái khái niệm nguồn thì mình có mấy khái niệm nguồn. Đó. Ba 15. mà 15 khái niệm nguồn, 15 khái niệm nguồn, Ừ, bốn tức là nguyên lý. mình ừ, tức là nó nằm ở chỗ này này, mình học rất là nhiều tri thức nhưng mà sau đó mình sẽ phải cho nó thành mật mã hết. Ví dụ như buổi sau cả nhà đi chia sẻ nha, là cả nhà sẽ có là bước đầu tiên là 6 rào cản nhận thức nội tâm là số 6, xong đến 4 nguyên lý là 6 4. Sau đó mình chia sẻ cái gì nữa? Sau nguyên lý mình chia sẻ gì? Hệ quy chiếu đúng không? Rồi mình hệ quy chiếu là ba hệ quy chiếu đúng không? Đó là mình sẽ quy thành các mật mã mình nhớ trong đầu, gọi là sơ đồ khái niệm nguồn của mình ở trong đầu, và các mật mã thôi. Thì lúc đó tri thức mình muốn tri thức gì thì lúc đó chỉ biết tri thức đó thôi, thì mình sẽ gọi ra tri thức được rất nhanh để mà mình chia sẻ cho người ta. Hiểu rồi. Ừ. Vậy thì nhiệm vụ của mình ha, nhiệm vụ của em á, là cho mọi người biết nhiều nhất có thể về về nhân sinh được không ạ? À? Nhưng mà cả nhà cần phải tin tin vào cái điều đấy. Mình trong bộ mật mã mình á, nó có cái mà phát huy vô hạn giá trị bản thân đó cả nhà, là có tâm thái an vui, nhân cách kiện toàn, phẩm chất ưu tú á, thì con người sẽ phát huy vô hạn giá trị cá nhân của họ. Nhưng mà bây giờ nhé, mình cần phải nắm được cái tri thức cốt lõi, cái nền tảng. Sau đó mình sẽ tự nó bung ra, giống thầy bảo là chỉ cần nắm được cái gốc á, ba hệ quy chiếu thôi, là từ từ cái tri thức nó sẽ hấp thu vào, nó mở rộng ra được rất là nhiều. Giống như cái quả tâu, quả hình tưởng quả cầu tuyết á. Cả nhà có ai từng chơi cái quả cầu tuyết không? Tức là đầu tiên á, chúng ta bóp cái quả cầu tuyết thật chắc đúng không? Chắc cho tuyết là dính vào, sau đó nó lăn từ từ, nó to lên, nó hút tất cả vô cái quả cầu tuyết này, với cái điều kiện là cái tấm của nó thật là chắc đó. Nhiều người không hiểu cái đạo lý này, muốn biết nhiều thứ, sau nó phấn mạnh quá qua thời gian á, hay là mình không biết mình biết gì, đầu óc nó đơ ra luôn, vấn nạn xảy ra không biết dùng cái gì để mà xử lý. Thì bây giờ thầy mới bảo là cho bốn á, bốn cái, nếu muốn làm chủ cuộc đời thì làm chủ nội tâm, sức khỏe, mối quan hệ và tài chính, xoay quanh vào bốn cái đó. Sau đó mình nắm chắc vô cốt lõi của nội tâm, cốt lõi của sức khỏe, cốt lõi của mối quan hệ và cốt lõi của tài chính. Chắc nhất là ba hệ quy chiếu cả nhà. Cốt lõi của nội tâm thì có bao nhiêu quy luật nguyên lý, bao nhiêu khái niệm nguồn là hệ quy chiếu, nén nó lại, thấu suốt nó. Xong rồi từ từ mình sẽ như quả cầu tuyết đó cả nhà, nắm chắc những cái cốt lõi đó trước. Cái ba hệ quy chiếu là cực kỳ quan trọng luôn á. Cái ba cuối cùng của ba bảy bảy ba là cái gì vậy cô? Dạ, cái quả nghĩa ước mơ cuộc sống, ước mơ và cảnh giới cuộc sống. Vậy thì nguyên lý ánh sáng ha, là một cái nguyên lý cốt lõi. Khi nào mà người ta, tức là chừng nào mà người ta xong hết cái phần nguyên lý ánh sáng này, mình mới nói ba nguyên lý kia, được không ạ? Tức là nguyên lý cốt lõi thật ra là ứng dụng được nguyên lý này là cũng chẳng cần những nguyên lý kia. Khi mà người ta không ứng dụng được nguyên lý này, mình mới nói những nguyên lý kia. Nguyên lý này là nguyên lý cốt lõi rồi, mình mới nói được đến nguyên lý vòng tri thức, hỏi nghi ngộ hiểu chuyển hóa gì kích hoạt nào ạ. Nhưng nguyên lý ánh sáng là một nguyên lý cốt lõi và nguyên lý nền tảng, được không cả nhà? Khi mà họ không dùng được nguyên lý này á, thì mình nói những nguyên lý kia. Vậy thì mình càng nói, thứ nhất cả nhà, càng đi chia sẻ á, thì mình càng chuyển hóa.
chưa nói đến là mình giúp cho người ta, nhưng mình càng chia sẻ thì mình càng chuyển hóa, được không ạ? Và khi mà mình giúp con người chuyển hóa thì mình mới thấu suốt và mình ngộ được. Vậy thì cách đơn giản nhất để chuyển hóa đó là nói. Với cái nghề này của mình á, là mình vừa học vừa nói. Giống như là mình học xong rồi đúng không? Mình được những tri thức này rồi, mình đi, một là mình đi chia sẻ, hai mình làm video trên kênh YouTube, hay là mình nói cái gì đó mình phải nói ra, rồi mình chia sẻ ở trên Facebook hay gì gì đó. Thì lúc đó thẩm tại vì Khánh Trâm biết mà, khi Khánh Trâm chia sẻ cả nhà Khánh Trâm chuyển hóa, học vậy thôi nhưng mà đi chia sẻ là càng thấu suốt hơn nữa và sẽ càng chuyển hóa nhiều hơn nữa. Thì vậy thì á, những ngày tiếp theo cả nhà em sẽ chia sẻ cho cả nhà về cách chia sẻ ba hệ quy chiếu và một số phương pháp để mà khi mình đi chia sẻ, một số phương pháp để mà mình đi chia sẻ cả nhà. Rồi bài học hôm nay có ai có bài học tâm đắc của là gì không? Những cái bài này là những cái bài mà chuẩn bị áp dụng sắp tới để chia sẻ cho người người đang cần mình giúp đỡ. Ừ. Ừ. Học mentor mà. Mentor Ừ là học thì mấy cái này mà. Ừ. ừ thì tại vì là bữa giờ là thật ra bữa giờ nương cũng chăn trở, tức là nương chưa nghĩ, chưa lúc đó những cái người đó chưa tìm đến mình đâu, nhưng mà nương chăn trở là bây giờ mình phải tập chia sẻ nha, phải tập chia sẻ, phải thọ phải phải xuất ra. Sau khi thọ thì bây giờ mình sẽ xét lập bối cảnh như thế nào để mình chia sẻ đây, tại vì là mình thứ nhất là mình những cái người người thân xung quanh của mình là chưa biết đến cái tri thức này, những cái người thân mà gần gũi từ bạn bè đến gia đình á, vậy thì ai sẽ là người nghe mình đây? Đang suy nghĩ thì tự dưng có một số người tìm đến mình thì mình mới suy nghĩ à, vậy thì bây giờ mình có cơ hội để bắt đầu tập chia sẻ những cái nền tảng nhất á. Ừ. Rồi cái ngày hôm nay, hôm qua chứ hồi chiều chiều tối hôm qua Nương đi chạy bộ, thì Nương có thói quen là đi chạy bộ thì Nương cũng hay nghe mấy cái cuốn sách hạnh phúc đủ và mấy cuốn cái nội tâm này. Lúc đó thì Nương cũng ngộ ra là à, tại sao cái phải nguyên lý ánh sáng phải chia sẻ đầu tiên. Lúc đó ngộ ra là khi mà mình nhớ đến những cái nguyên lý tiếp theo mà thầy chia sẻ, ví dụ như là nghi vấn này, rồi mong muốn tích cực hay mong muốn tiêu cực, thì tất cả những cái đó đều từ nguyên lý ánh sáng, phát triển từ cái nguyên lý ánh sáng mà ra. Ví dụ như nghi vấn thì nghi vấn thuận chiều tích cực, mong muốn thì là mong muốn tích cực, hay là đó, tất cả những cái chia sẻ về sau thì đều là sự phát triển của nguyên lý ánh sáng. Ừ. Rồi nói chung là hôm nay bắt đầu vào cái lộ trình là tập Trâm chia sẻ cái lộ trình là cách để mà mọi người chia sẻ, thì cũng là cái lúc mà Nương đang cần. Dạ. Cái lúc mà Yeah. em đang cần ra đi hại ni. Đúng là khi mà mình đặt câu hỏi thì sẽ có câu trả lời, phải Đúng không, rồi, đúng Nương? rồi. Lúc mà bữa giờ toàn vậy à, cứ đặt câu hỏi là bây giờ mình lúc cái lúc mà em đặt câu hỏi là làm thế nào để chia sẻ cho họ cái tri thức nội tâm đây, mình không biết cách thức, thì đúng cái bữa đó là em không hỏi nha, cái bữa học với Trâm em không hỏi. Nhưng mà Trâm mà Lý gì đó, Lý gì ta, Lý Anh Thư hả? À đúng rồi, Lý Anh Thư hỏi là làm sao để chia sẻ, thì Trâm chia sẻ luôn cái công thức của người tư vấn huấn luyện nội tâm và người người cần tư vấn đó đó. Chưa hỏi nữa, có người hỏi luôn chứ gì bên đây, biết anh Trâm. Dạ, thì mình cứ tập dần ha cả nhà. Thậm chí là không có ai nghe, có những lần mà các master, mentor không có ai nghe, cứ ngồi vậy. Ai nói mới thấu suốt, nó mới có hình thành được cái sơ đồ khái niệm nguồn ở trong đầu của mình. Ừ. Với lại là nếu như không có ai ngày xưa ấy, là họ còn trả tiền cho con, cho cháu họ ngồi nghe họ nói. Ừ, Nương đương thấy là cái việc mà chia sẻ mà có ai không có ai thì mình cũng cảm thấy bình thường á, tức là mình cứ tập nói trước, nói ra cái đã, Dạ. còn nếu không là nó bị bế lại. Rồi, còn ai có bài học tâm đắc ngộ đại gì không cả nhà? Đợt này nhá, cái giai đoạn này này, em sẽ chia sẻ rất là nhiều cái để cho cả nhà mình có cái đi chia sẻ, và phương pháp để đi chia sẻ. Nị hay ní. Dạ, em thấy cô hôm nay dạy cái này em thấy giống như Xuân Nương vậy đó,
được giải tỏa ra là cái câu Ừ. hỏi giờ mình không biết làm sao. Ok. Học phẩm này cũng có một được một chút cái mà không biết làm sao để nói điểm này. Cô nói là bắt đầu bằng nói nguyên lý ánh sáng thì em đã nghĩ ra trong đầu, lát em đi uống cà phê em sẽ lôi cái chị bạn cà phê đó. Em nói về nguyên lý ánh sáng với lại cái căn nhà nội tâm cho chị biết. Dạ. Biết ơn Em cô, nhớ biết ơn cả đến nhà. cái câu chuyện mà đợt năm ngoái em đi học lớp của cái anh diễn giả kia, anh cũng nói là bất kỳ sau này anh có một cái thói quen là bất kỳ trong một cái cuộc hội họp nào của mọi người hay một cái nói chuyện đơn giản thôi, nhưng mà khi mà mình quan sát á, mình thấy người ta đang có những cái nghi vấn hay những thắc mắc gì á, thì mình sẽ chủ động nói người ta luôn là à, mình có một cái tri thức này, mình sẽ chia sẻ, các bạn cho mình chia sẻ 5 phút hay là 2 phút hay 10 phút gì đó được không á. Thì lúc đó mình bắt đầu mới đưa cái tri thức của nội tâm vào chia sẻ cho người ta, để người ta tự ngộ ra cái nghi vấn của họ hay là vấn nạn của họ đang gặp phải. Thì cứ mỗi lần như vậy, tức là bên cạnh cái việc là mình mở dung chia sẻ, thì trong cuộc sống mình gọi là mình cũng sinh hoạt hóa cái đó vào cuộc sống luôn á. Thì dần dần cái đó thì mình cũng đang là chia sẻ giúp đỡ mọi người. Ở trong mentor năm ở cả nhà nhiều siêu nhân tài lắm. Mentor năm là một cái mentor mà Khánh Trâm được phụng sự ở một nhà, tức là phụng sự làm nhà 155 á, của mentor năm á, và trong nhà đó toàn siêu nhân tài, gọi là các anh chị gọi là làm lớn đúng không ạ, gọi là làm lớn chủ tịch rồi các kiểu, mà những người gọi là đi chia sẻ lão luyện ở ngoài thôi ha, những tri thức khác không phải là tri thức nội tâm. Nhưng mà người ta vô, người ta học, người ta trân quý tri thức lắm. Xong rồi người ta đi, họ có bối cảnh á, là họ có công ty của họ á. Ừ. Họ bảo, họ gọi điện cho mình, xong họ bảo là anh á, may mắn là bởi vì là anh có nơi để chia sẻ. Là ở công ty là cứ đứng lên công ty là chia sẻ cho nhân viên, cả một công nhân viên. Ừ. À, ví dụ ở đây có chị Liên này, chị Liên lấy con thuyền ở nguyên lý ánh sáng này mà nói cho ở trong cái cộng đồng của mình thôi là ngon, ơi là ngon rồi. Mình thủ đắc lại, xong rồi mình chia sẻ. Mình chia sẻ theo những cái bước đó mình hiểu á, mình hiểu trọng điểm á, mình chia sẻ dễ lắm, mình nhận dắt người ta, thì như vậy thôi là cuộc đời của nhiều người cũng thay đổi rồi. Nếu mà họ biết là nguyên lý ánh sáng này, họ trở thành nhận thức của họ, nếu như mà chưa thành nhận thức đó cả nhá, cứ nhắc đi nhắc lại, thầy bảo là cứ nhắc đi nhắc lại cho đến khi nào mà, tại vì thầy dạy thầy cũng nhắc đi nhắc lại hoài à, nhắc đi nhắc lại cho đến khi một ngày mà nó trở thành gọi là trong cuộc sống của họ luôn, thành nhận thức trong cuộc sống của họ luôn, thì cuộc đời của họ thay đổi nhiều. Thậm chí nhá, ở trên Facebook á hay gì á mà mình chia sẻ một cái đoạn video của mình á, mà như vậy thôi á, người ta cũng đã thay đổi nhiều lắm rồi, tại kiến thức này ít, hiện tại chưa có nhiều người biết. Đúng đó, chị thấy là ví dụ như là bình thường những cái video mà mình làm những cái rất là đơn giản, cực kỳ đơn giản ở trên TikTok thì mọi người like, mọi người share các thứ, nhưng mà đến khi nói đến viết một phát là cái số lượng ấy ngay, số lượng view với comment ít lắm. Mình đừng có nói chủ ý, mình cứ chia sẻ tri thức thôi. Ngày mai bữa sau em sẽ chia sẻ một một cái phần, đó là phần đòn bẩy tri thức. Ừ, mình Một cứ cho phần này. luôn nguồn là quýt vào đấy, để ít nhất là về sau mọi người biết được, nhận thức được là mình là quýt ạ. Em cũng không biết là tại sao ít thì em không biết. Nhưng mà có một cái phần thế này này. Mọi người hay bị dính vô một cái là ai chia sẻ, người nào chia sẻ. Tức là nó có một cái là mình phải hiểu được cái tri thức của mình rất là ngon, và tri thức của mình muốn như muốn người ta đón nhận được tri thức của mình nhé cả nhà, không Thì phải nó đợi đến mà không người phải ta là đón nhận. phổ cập để tất cả mọi người đều hiểu và đón nhận. Tri thức của mình là sâu và cũng phải là những người mà cũng tức là cũng phải tìm hiểu về nội tâm ấy. Còn phần lớn ở trên TikTok thì nó vẫn là ở cái diện là phổ cập chung. Nhưng mà dần dần ấy, xã hội, tại vì thầy đang đang làm lan tỏa mà, nếu như mà ai làm sẵn cái này á, chỉ cần 1 năm 2 năm nữa thôi là người đó cực kỳ nổi tiếng. Bởi vì làm chỗ thế này, người ta thứ nhất tri thức của mình là tri thức tận gốc, người ta chưa biết nhiều, và xã hội bây giờ bóng tối nhiều lắm, người ta với lại người ta không có xấu, nên người ta chỉ muốn tìm những cái để đáp ứng nhất thời của người ta thôi. Với cái thứ hai á là ngày bữa sau, ngày không biết là ngày mai ngày mốt á, cả nhà sẽ được học một cái, đó là đòn bẩy tri thức. Tại vì một cái tri thức quý mà cả nhà không biết cách nói thì nó trở thành một cái tri thức rất bình thường. Một tri thức quý mình phải dùng một cái đòn bẩy để bẩy, tức là xác lập được nội tâm của người ta.
có phải là nói về con thuyền đó cả nhà. Rồi cả nhà đọc lại thụ đắc của thầy, thụ đắc đi, thầy làm từng bước từng một là lấy từ cái biết của người ta để cho người ta, tức là kể cả công thức của nguồn cuộc sống á, thì dồn ép cho người ta phải nhận ra là có phải là cuộc của nguồn cuộc sống là do chính bạn không, từ bạn mà ra, bạn chọn lựa mới ra mà. Bữa sau em sẽ chia sẻ cho cả nhà cái phần công thức của nguồn cuộc sống là từ bạn chọn lựa mà ra, ép cho người ta phải nhận được, tức là người xác lập là đúng của nguồn cuộc sống là do mình, bởi vì tất cả mọi thứ trong cuộc sống của mình là do chọn lựa của mình mà, có ai chọn lựa thay mình đâu. À, phải ép cho người ta nhận được cái đó, nhưng sau đó lại kiến tạo nghi vấn cho người ta cả nha, ép cho người ta nhận được được cái điều đó, xong rồi kiến tạo được nghi vấn cho người ta để người ta thấu suốt là nhưng không phải lỗi của tôi. Vậy thì họ mới nghi vấn, ủa bây giờ tôi chọn nó nhưng không phải lỗi của tôi là sao? Là thầy đẩy lên cao trào lắm, thầy cực kỳ hay luôn, cho nên ai vô học nhóm của thầy cũng chuyển hóa là vậy đó. Tại vì khi mà thầy kiến tạo được nghi vấn cho người ta mới thấu suốt. Cho nên tại sao trong quá trình chia sẻ thầy đặt nghi vấn rất là nhiều, không phải là mình cứ thao thao bất tuyệt mình nói cái tri thức của mình đâu, mà mình phải cô lập hết bối cảnh lại, ở đâu mình cần phải kiến tạo nghi vấn để người ta thấu suốt, ở đâu mình phải lấy cái biết của người ta, vòng tròn tri thức cả nhà, vòng tròn tri thức phải lấy từ cái biết của người ta, chứ không lấy từ cái biết của người ta không nghe đâu. Ủa cuộc đời này có phải là chi phối bởi ba góc nhìn không, tôn giáo, khoa học, tín ngưỡng không? Xác lập lại, thầy hay bảo là các anh chị nói xem để cho toàn biết sao toàn xác lập lại nội tâm của các anh chị, có năng anh chị tới đây các anh chị đồng ý với toàn không, phải cho người ta đồng ý rồi mình mới nói tiếp. Ừ, tức là từng cái câu nói của thầy rất chắc, và lúc đó thầy biết kiến tạo nghi vấn, thầy hỏi mong muốn của người ta như thế nào, thầy phải người ta phải rõ cái mong muốn của người ta thì người ta mình nói người ta mới chuyển hóa. Còn người ta nhiều người rất là láo cá luôn, họ vô họ nghe thôi để xem cái ông này ông nói gì thì người ta không chuyển hóa, còn những người mà có mong muốn thực sự họ chắc chắn sẽ chuyển hóa. Thì trong cái mình đang học mentor cái này thì cả nhà đang học để mà trở thành chuyên gia mà, thì cứ học đi sẽ biết. Còn tri thức của mình á, chỉ cần vài, tức là bây giờ á, rất là nhiều siêu nhân tài đã về rồi, đã hội tụ rồi, tức là ngày xưa mới 1 năm 2 năm là những người bình thường thôi, gọi là người phước báu á, người phước, tức là có một cái quy luật là quy luật bướm tụ. Lúc đầu á là những người ta tụ về là những người có phước báu, người ta đã huân tập nghe thấy nói biết từ hằng hà sa số đời rồi, nên người ta vô tri thức này rất nhanh. Nhưng mà gần đây, tại vì tri thức mình nó thay đổi cuộc đời nhiều người, gần đây là gọi là những người thực sự là nhân tài thực sự á, nó đã tụ về, tức là bướm tụ, quy luật bướm tụ á, họ đã thực sự là nhân tài rồi và họ đang đẩy lên rất nhiều. Đợt này ví dụ như là chính chủ họ đang đang cống hiến gánh vác một cái khu rất lớn để chữa được rất là nhiều người cho thầy đấy. Rồi có nhiều người cống hiến gánh vác về mảng công nghệ, nghiên cứu từ khóa, nói chung là giờ mỗi người là đảm nhận một phần, nên là để mà thầy đẩy lên thì thầy đang cần tìm những nhân tài thôi. Thầy bảo là người nào mà thực sự là nhân tài thầy đẩy cho người đó nổi tiếng luôn, tức là chỉ có mình có giỏi hay không thôi, chứ còn cái việc mà đẩy mình nổi tiếng để mình giàu có dễ lắm, nhưng mà mình có thực sự là mình biết đi nói những cái này không, mình có phải là chuyên gia tư vấn huấn luyện nội tâm không. Tại vì thầy bảo là nhân tài như lão mua thú kiểu như là bạn hãy giỏi đi, giỏi đến mức mà người khác không thể ngó lơ, tại vì giỏi quá rồi thì phải cho người đó phất lên thôi chứ, để mà tạo giá trị cho xã hội chứ. Thì đó, nó đơn giản vậy thôi. Còn tri thức của mình á, quý á, do mình chưa biết cách làm thôi, thì những buổi sau cả nhà sẽ biết cách ha. Hôm qua thầy có chia sẻ cái phần mà các doanh chủ đang giúp thầy làm mấy cái khu trung tâm á, khu trung tâm ở Hồ Sài Gòn nè. Đúng Thầy rồi. chia sẻ ở trong cái phần đấy đó, thầy chia sẻ kỹ lắm cũng là Ừ. đang quảng bá luôn á, kêu là khai giảng Kiểu ngày nào rồi các kiểu, rồi có những cái gì, rồi để làm cái gì, mục đích như thế sao, tương lai sao. thì cảnh trong chuẩn bị qua đỡ ở cả nhà. Bữa ăn cả nhà vô. Tháng 5 hả, vậy là giữa tháng 5 hả? Tháng tầm tháng 5 là qua ở với thầy, cô lập bối cảnh lại để mà ở bên cạnh thầy bắt đầu viết sách. Viết sách, dự án viết sách, xong rồi học với thầy, với lại là cô lập lại bối cảnh để chuyển hóa cho nhanh. Đó thì cả nhà mình cũng thế, tập đi chia sẻ ha. Rồi bài tập của mình đấy, còn ai muốn nói gì nữa không? Cười hay Tóm cười. lại giờ cái công thức này nhá, thì công thức này là đầu tiên là mình sẽ phải nói cho họ cái mà họ biết đúng không, mình phải tạo ra cái sự mong muốn của họ đúng không, bằng cách là đưa những cái nghi vấn vào. Không, cái này phải hiểu thế này này. Cái này có một cái video nói về cái này rồi. Là cái này một cái video gì ta?
video mà hấp thu vô hẳn tri thức ấy, chỉ tìm ở trên kênh YouTube á, thì nó thế này. Bây giờ á, có phải là con cái của mình đi học ở trên trường ấy là nó tin thầy cô không, thì thầy cô nói ấy, nó mới mới biết được. Còn nếu mà mình không tin, không bao giờ mình có thể nói cho người khác biết được. Vậy thì có phải là chỉ Phải tin mình đã thì học mình nghe đúng không? đúng rồi. Ví dụ như chị Liên tin em đây, chị Liên mới ngồi đây nghe thì chị Liên mới biết được chứ. Không, chị Liên không tin em á, thì làm sao mà chị Liên mở mở cái lòng mình ra để nghe mà biết được tri thức. Vậy thì mình phải xuất phát từ cái niềm tin của họ. Có thể là họ chưa tin mình, nhưng mà mình có thể xuất phát từ những cái tin, ví dụ như mình phải quan sát nha, để mà nói cho người ta biết được. Có phải là cái người này này hình như là họ theo tôn giáo tín ngưỡng, họ tin về đạo Phật. Mình có thể là xuất phát từ cái khía cạnh đó mình nói lên thì người ta sẽ tin. Thì bây giờ một cái người mà tin tôn giáo, tin luật nhân quả mà mình không nói, mình phản bác luật nhân quả là họ họ họ, họ nghe mình. Vậy thì mình phải xuất phát từ cái niềm tin của họ. Dù họ tin về bố mẹ họ thì mình, hay là tin về một ai đó thì mình lấy một cái điểm gì đó ở cái phần tin của họ thì mình sẽ nói cho người ta biết được. Nhưng mà khi mà người ta biết rồi, cả nhà ngồi ở trong phòng Zoom này, nhiều người đầu tiên học tri thức của thầy chỉ mới biết thôi đúng không? Nếu như mà chưa gọi là có căn cơ cáo á thì người ta mới biết thôi. Thì nghe nhiều lần họ sẽ hiểu. Họ sẽ nghe đi nghe lại nhiều lần họ hiểu. Ồ, thì ra ngày xưa mình mới biết, nhưng mà bởi vì biết rồi mình mới hiểu được. Từ cái biết đó của họ mình mà nói cho người ta hiểu được. Nhưng mà những con người họ đặt nghi vấn và trăn trở ấy, thì trăn trở tức là họ nghi vấn là gì, trăn trở hết ngày này qua ngày kia, tại sao nó lại thế này, tại sao nó lại thế kia, thì khi mà họ gặp được tri thức họ sẽ thấu suốt luôn. Thì ra là như thế này, thì ra là thế kia, thì họ đã có nghi vấn. Nếu như họ không có nghi vấn thì mình phải kiến tạo nghi vấn cho họ. Thì lúc đó họ về họ suy nghĩ trăn trở tại sao mà thầy bồi dưỡng siêu nhân tài là bằng cách là cứ để cho nó nghi vấn ấy, thầy không trả lời liền, nghi vấn, và để một ngày có lời giải á thì họ sẽ thấu suốt luôn phần đó, và nó đi theo suốt cuộc đời của họ luôn. Còn những con người ấy, họ kiểu như họ muốn đổi cuộc đời lắm rồi. Ví dụ như những người mà vô học kiến thức nội tâm, có phải là trong nội tâm họ có vấn đề không vậy nhá? Không, họ đi học tức là họ cũng mong muốn được chuyển hóa, mong muốn được thay đổi cuộc đời, mong muốn là nghe nói là vô đấy xong rồi nhiều người thay đổi, của họ có mong muốn. Những người thực sự á, mà có mong muốn như vậy á, vô họ học sẽ chuyển hóa, bởi vì họ có mong muốn luôn. Họ ngồi họ xác lập nội tâm, họ mong muốn. Ví dụ như Khánh Trâm mong muốn trở thành một chuyên gia tư vấn huấn luyện nội tâm đấy, thì Khánh Trâm học sẽ khác với những người mà vô học cho biết đó. Vậy thì có nhiều người họ cũng tò mò chứ, vô học để xem ông thầy ông dạy cái gì mà đâu người học thế. Thì lúc đó họ học để cho biết biết vậy thôi, chứ không phải là để cho chuyển hóa. Nhưng một người thực sự mong muốn á, thì người ta sẽ chuyển hóa. Là vậy thì mình để nói cho người ta biết thì mình phải dựa vào niềm tin của người ta, nói cho người ta hiểu phải dựa vào cái biết của họ đó. Nó muốn cho họ thấu suốt thì phải có nghi vấn, muốn chuyển hóa thì phải có mong muốn, đó là như vậy. Yes, Nói có ai nói gì nữa không? Huyền ấn này thấy mở mic mà không thể hiện diện. Dạ. mơ nãy mới dậy trễ chị. Vậy hả? Nghe tiếng mà không thấy hình. Em nói nha. Để Kim Phượng. Thì với em á, cái em trân trọng biết ơn cô và cả nhà mình cho em chia sẻ xíu. Cái lúc mà em được học lần đầu tiên của thầy về cái khóa 27 á, là trước đó là em nghe cái 25. Thì khi em nghe về con thuyền thì lúc đó em chưa có nhìn cái bên mà thầy vẽ giống như vậy, nên là mình chưa có hiểu rõ. Nhưng mà khi mà học trực tiếp với thầy cái buổi khóa 27 á, thì em nhìn thấy thầy vẽ con thuyền và các thứ, thì em cũng qua hôm sau thôi là em đã đi em lấy cái tri thức đó em đi nói cho người khác rồi. Em không cần biết là họ 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 đang hiểu như thế nào, nhưng em luôn giống như kiểu là mình thấy cái điều đó xung quanh đa số mình hầu như là như thế này nè. Hồi xưa Phượng cũng như thế này nè, Phượng cũng toàn đi ngược chiều mong muốn không à. Bây giờ mọi người có thấy là mình đang đi ngược chiều không? Xong em lấy ví dụ ABCD này nọ kia ra, cái cuối cùng mọi người cũng thấy sao mình toàn đi ngược không ta, cái gì cũng đi ngược hết. Vậy thì thực sự bây giờ là mình đang đi đúng hay là đang đi sai? Em mới nói là tao không biết tụi mày đi đúng hay đi sai, nhưng với tao tao đang có con đường là tao đang đi đúng rồi, còn tao không biết mày đi đúng hay đi sai nữa. Đại khái là em sẽ lấy cái đó ra em nói. Xong hôm sau em lại biết tiếp về cái hôm nay cô nói nè, về ngôi nhà nữa. Xong em mới nói gì chứ, ủa vậy thì thật sự từ trước đến giờ mình sao ta? Xong mình lại nghi ngờ mình, nhưng mà đến hồi mình bảo là mình đặt niềm tin ở đây thì em đi hết 20
21 ngày xong em học tiếp nữa. Tức đúng thiệt là khi mình có anh học nó khác hẳn. Xong em tự tin lắm. Bây giờ là em chỉ lấy những cái cốt lõi của mình thôi, em đi em nói thôi. Nhưng mà thật sự khi mình cứ lấy đúng cái đó mình nói thôi thì mọi người đều chấp nhận cái điều đó là sự thật hết. Và mọi người kêu là ủa tại sao lại như thế nhờ? Đại khái là họ cũng rất là, họ lại nghi ngờ chính bản thân họ ấy. Thì em mới nói là thì nghi ngờ thì cứ vô đây đi. Và em đòn bẩy thôi. Và em để họ đến với lớp nội tâm. Có nghĩa là em chỉ đi nội tâm thôi. Còn em chưa trong, không có nói về tài chính, cũng không nói gì hết á. Vì em muốn mấy bạn thấu suốt về nội tâm trước. Thì khi đó mấy bạn học bất cứ một cái nào thì nó sẽ rất là dễ hấp thu. Đó là cái em đang đang giúp mọi người bằng cách cho đi như thế á. Dạ, biết Dạ. ơn cô. Còn Yeah. có cái Em mình có hôm á em đi công chứng đất đai á, thì là ngồi công chứng đất đai thì là cũng kiểu gửi gửi chuyện ấy, dạ vào bộ nói hỏi thăm các kiểu á, xong rồi cũng vẽ con thuyền lên. Ôi, họ nghe trí thức này họ thích lắm nếu mà mình biết cách nói. Xong rồi em cứ hỏi, tức là mình không thao thao thức tuyệt đâu, mình phải hỏi để xác nhận. Này, chị Liên có đồng ý với em cái này không? Có phải là bây giờ mình thế này không? À, cứ người ta xác nhận ừ đúng rồi thì mình bắt đầu dẫn dắt tiếp. Và người ta nghe cuốn hút lắm cả nhà. Đến khi mà kiểu như phải đóng dấu cái ký tên gì á, thế là không chia sẻ nữa, thế là đi một hôm rồi mà lại đây, chia sẻ tiếp đi. Thế là rất cuốn hút vào cái điều đó luôn. Nên trí thức mình hay lắm, mình biết cách chia sẻ là một trong những cái mà mình biết chia sẻ, là mình nâng cấp được mối quan hệ xã hội ở ngoài nhiều lắm. Rất là hay. Hôm trước cũng chia sẻ với mọi người luôn là chị cũng chia sẻ luôn kiến thức về công thức xây dựng nhân tài, công thức tạo ra nhân tài, ứng dụng vào trong việc là tạo ra nhân tài về tài chính, hướng dẫn cho các con làm sao mà có được tri thức về tài chính ngay từ nhỏ. Đấy, và ứng dụng luôn cái công thức đấy vào là chăm dung chia sẻ cho mọi người cũng rất hào hứng, nên xong là cũng lại inbox lại nói rằng là về sau muốn là tham gia vào câu lạc bộ cash flow rồi là em muốn chị chia sẻ thêm ấy, các thứ. Ừ, ngon đó, ngon đó cả nhà. Kiến thức hay mà, học thêm và chia sẻ. Đó. Thôi, Huyền Anh có nói gì không? Có chị hiện thực gì như chị Liên hay các chị không để đi chia sẻ kia? Thì nói chung là ân thì ân gặp bạn đùa thì ân cũng bạn cũng hỏi nói chung, nhưng mà giờ ân cũng hồi trước thì lúc mà ân học á ân cũng chưa có nắm nhiều, nhưng mà bây giờ giống như là nói là giống như cái mong muốn nó rõ ràng á thì ân nắm nó cũng nhiều hơn. Chứ hồi trước mà lúc mà ân học khóa 18 á thì ân mới nghe sơ sơ à, nhưng mà giờ đến thì ân cũng cũng rõ hơn á. Thì hồi trước á bạn ân nói bạn bạn không có hiểu, xong rồi ân kêu là thực chất thì lúc đó cũng mới nắm sơ sơ thôi, nhưng mà bây giờ ví dụ như nó thấy ân có cái, nói chung là cái cách ăn nói chuyện với lại ở trên hình như cái khuôn mặt đồ của ông nó thay đổi á, cái nó kêu là dạo này có vẻ thấy đẹp ra rồi ha. Cái em kêu hả, có vụ lắm nữa. Cái em kêu cái em kêu rồi hồi trước mình nói thì nó không 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 có tin, dạng như là nó kêu sẽ thấy lạ lạ quá. Em kêu thì bây giờ là ta chưa có chuyển thì ta không có nói được, ta chỉ nói sơ sơ thôi. Xong rồi dạo này ví dụ như về cái cách ăn uống hay là cái gì của ông á, ăn ăn ép xong rồi cái nó cũng giống như là chỉ tự là nó cần thì nó gọi điện nó nhờ thôi à. Ngon rồi, rồi cứ dần dần họ biết sơ sơ rồi mình lại nói lại họ lại hiểu. Thầy có một cái rất hay, đó là nói như thuở ban đầu, nói đi nói lại, nói đi nói lại như thuở ban đầu ấy. Rồi cả nhà mình có ai muốn nói gì nữa không? Hải Yến nè, hôm nay thấy Hải Yến vô dung. Hải Yến là đang học with family. Em chuẩn bị chia sẻ cho cả nhà. Thôi cả Hải nhà Ly tiếp. cũng thích học Good Family đó cô. Ngon rồi. Khánh Trâm có học K01 đó cả nhà. Xong rồi Khánh Trâm sẽ chia sẻ lại những cái mà về dạy con đó cho cả nhà ha. Rồi, không ai có thấy anh Hoàng chuẩn bị bế con đi học kìa. Trời ơi. Nị anh Thư có đó không? Vậy thì mình kết thúc Zoom sớm ha. Yeah. 7 phút Biết 7 ơn phút Trâm, biết nha. ơn biết ơn biết ơn Dạ. cả nhà, Cả nhà. biết ơn cả nhà. Chúc cả nhà Yeah, một tuần mới biết vui ơn cả vẻ. nhà. Làm bài tập Biết nhé ơn cả cả nhà. nhà. Em sẽ viết lên deadline Thủ đắc của cô mà hôm nay em thủ đắc mới có 2 lần rồi cô, mới được có 3 4 tiếng rồi cô, thủ đắc đi, tranh thủ đắc đi. ghiền quá trời luôn á mà chẳng hay chưa làm được.
Mình có thể mở tất cả các bài nào mình muốn hả cô, hay là phải theo thứ tự? Nếu theo thứ tự thì tốt, ví dụ như này mình chuẩn bị chia sẻ sẽ con thuyền với nguyên lý ánh sáng thì mình thủ đắc hai cái đó trước, mình học cách á, thủ đắc hai cái đó trước xong rồi mình chia sẻ. Dạ, biết ơn cô. Cô, em thấy các thầy cô khi mà chia sẻ lại á là chia sẻ thấy giống y như thầy luôn á cô. Thầy thủ đắc mà, Dạ sao chép thầy mà. hay quá Dạ sao chép thầy thì phải giống thầy chứ, để chia sẻ khác thì nó lại không phải. Là có một cái điều á, là thầy bảo là không có thay đổi ngôn ngữ, tức là cái ngôn ngữ này kể cả ra ngoài đường người ta hay bảo là phải làm thế này này, phải nói theo kiểu này vui vẻ một tí hay gì đó, phải không? Đó là thầy mới là đưa tần số rung động năng lượng cao thôi á cả nhà, còn siêu cao nữa là chắc là nhiều người vắng lắm. Tại vì trí thức này nó rất mạnh, không phải ai cũng tiếp nhận được. Cho nên là chị Liên bảo là rất là ít view là vậy á. Trí thức này mạnh lắm. Ví dụ nha, em hỏi cả nhà nhé. Cội nguồn cuộc sống bắt nguồn từ chính tôi. Một người nào thực sự có phước báu nha, có phước báu thì người ta mới mới công nhận được cái điều đó. Còn không không bao giờ đâu. Ngày xưa em nha, là một người học rất thấu suốt về trí thức. Và đến khi em xảy ra chuyện á, em xảy ra chuyện, em có vấn đề trong mối quan hệ á, mà em bị suy sụp đến gọi là cực kỳ ấm luôn, tận cùng ấm luôn, là em không chấp nhận được tri thức. Ai mà viết lên Facebook câu đó là em xóa biết bạn luôn. Đến mức độ như vậy luôn. Tức là tri thức nó dương quá mà mình đang ấm á, tức là ngoài người, ngoài xã hội á, là người có tần số rung động năng lượng thấp lắm, người ta không tiếp nhận được tri thức này. Cho nên là thầy chưa nói gọi là tần số rung động năng lượng siêu cao á, thầy mà nói siêu cao là nhiều người vắng ra đó, gọi là bộ lọc của tần số. Nhưng mà thầy đang nói với cái tần số bình thường đó, bình thường, cho nên là mọi người vẫn học vẫn tốt, vẫn là thu hút được nhiều người và sự chuyển hóa dần dần. Thì có một cái câu chuyện là con khỉ thứ 100 á, chỉ cần tới con khỉ thứ 100 thôi, cả nhà nghe con khỉ 100 rồi mà đúng không? Nghe rồi. Thì là lúc đó toàn bộ xã hội sẽ thay đổi. Chỉ cần một bầu, một ngôi sao xuất hiện trên bầu trời thì cả bầu bầu trời sao sẽ xuất hiện. Cho nên là cứ yên tâm, cứ làm. Thì sau này cái kênh của mình ấy, ai mà đi trước là cái người đó thắng thôi. Thầy hay bảo mentor master là chuẩn bị trước. Hãy chuẩn bị trước đi. Cứ chia sẻ lên thật nhiều, chưa có ai coi được. Nhưng mà sau này người ta sẽ tìm đến các anh chị để xem. Tại sau này tri thức này ai cũng cần hết. Chẳng qua là nó chưa phổ cập thôi. Đó. Rồi, anh Thư muốn phát biểu gì nữa không? Tức là khi nói cô tại vì cái khi mà mình mới vừa nghe cái nguyên lý á, nhất là cái nguyên lý mà ánh sáng của cô, thì mình đã thấy đây là cái mà có thể là làm thay đổi cả cuộc đời mình, mà cả cuộc đời những người thân của mình, mà cả cuộc đời những ai mà biết đến luôn á đó. Thì ý của em là khi mà đi ra mình nói chuyện với người khác á, mà mình chỉ nói đơn giản như vậy á, thì nhiều khi người ta không có tiếp nhận giống như là mình tiếp nhận đâu cô. Thì theo cái cách mà chia sẻ đó là vẫn phải chia sẻ giống y như vậy, chứ mình không có nói thêm vào, phải không cô? Tại vì khi mà mình nói thêm vào giống như là mình làm cho người ta càng tưởng thêm nhiều, phải không cô? Nó thế này này, bữa sau vậy nha sẽ được học, nó có đòn bẩy tri thức cả nha, muốn nói một tri thức gì đó mà để người ta nghe, tri thức mình rất quý luôn, không phải nói ai cũng nghe, bởi vì người ta chưa thấy được cái giá trị của tri thức này. Vậy thì bây giờ phải, tức là quảng bá, tức là phải quảng bá, biết cách quảng bá tri thức, mình phải biết cách để làm sao người ta ngồi xuống người ta nghe mình, thì phải có đòn bẩy tri thức, dùng tri thức để bẩy lên tri thức, và lúc đó mình biết cách quảng bá thì đơn giản là người ta sẽ ngồi lắng nghe mình, nghe mãi thôi. Thì do con khi mà mình vô á, thứ nhất là mình không lấy cái biết của người, mà mình vô mình nói chàng hàng đại hải người ta không nghe đâu, người ta không nghe. Thì mấy bữa sau được học tiếp á, nỉ anh Thư, thì nỉ anh Thư sẽ giải đáp được nghi vấn này ha. Cô. Rồi, biết ơn cả nhà, chúc cả nhà ngày mới vui vẻ. Biết ơn cô. Chúc cô ngày mới tốt lành. Dạ, em kết Cả thúc. nhà ngày mới tốt lành. Dạ, tuần mới phúc lành nha. Dạ. Dạ, cả nhà. Bye. Wow.